Tùy thân phó bản sấm tiên giới tập 40 Cùng sở U Lam phân biệt sau, Lâm Thiên Dương luôn luôn tại tự hỏi hàng vũ chuyện tình, tuy rằng vẫn là tưởng không rõ nàng cụ thể lai lịch, Lâm Thiên Dương cũng rất muốn biết, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không đi hỏi nàng, nàng nếu không nghĩ nói cho người khác tự nhiên có chính nàng lý do. Trở lại tông nội môn, lại là hai năm sau, thành công lấy được hạo dương quả sau, lâm thiên dương lập tức thông qua khương tố tố thỉnh tông nội môn cao giai luyện đan sư luyện chế hạo dương đan lâm thiên dương tuy rằng luyện đan thiên phú không sai nhưng hạo dương đan đã muốn thuộc loại nhị phẩm đan dược không phải lâm thiên dương có thể luyện chế đi ra khương tố tố dù sao cũng là đại la cảnh tồn tại thân là tông môn trưởng lão tìm đến một gã ngũ phẩm luyện đan sư tiêu phí một ít tiên linh tinh sau thỉnh hắn luyện chế hạo dương đan luyện chế hạo dương đan quá trình Lâm Thiên Dương rất muốn quan sát một chút, đáng tiếc, vị kia luyện đan sư cũng không có muốn cho Lâm Thiên Dương quan sát ý tứ, điều này làm cho Lâm Thiên Dương bao nhiêu có chút nhục chí. Cuối cùng Tam Mai Hạo Dương quả, hơn nữa cái khác một ít phụ trợ tài liệu, Lâm Thiên Dương chiếm được Tam Mai Hạo Dương đan. Lâm Thiên Dương to lớn, trên thực tế vị kia luyện đan sư tuyệt đối không chỉ luyện chế ra Tam Mai Hạo Dương đan, bất quá thỉnh nhân luyện đan chính là này quy củ, này vẫn là bởi vì Khương Tố Tố vị này tông môn trưởng lão ra mặt, thế này mới có thể một phần tài liệu đổi lấy một quả đan dược, nếu không giống Hạo Dương đang loại này cấp bậc đan dược, tam phân tài liệu có thể đổi lấy hai quả đan dược cũng kém không nhiều lắm. Được đến Hạo Dương đan sau, Lâm Thiên Dương lập tức đem đan dược cấp Hồng Linh ăn vào, mà có Hạo Dương đan, Lâm Thiên Dương tin tưởng, Hồng Linh tuyệt đối có thể khôi phục lại đây, thậm chí trước kia thương thế cũng có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Ở thủ hộ Hồng Linh mấy ngày sau, làm Hồng Linh khôi phục thần trí, Lâm Thiên Dương buông còn thừa hảo dương đang ly khai của nàng phòng, làm cho nàng một người hảo hảo luyện hóa đang dược, khôi phục chính mình tu vi. Rời đi Hồng Linh sau, Lâm Thiên Dương đi theo đi trước Tuyết Vân Thành, lĩnh hoàn thành hoa quyển Vân nhiệm vụ 500 cái tông môn cống hiến điểm. Ở Tuyết Vân Thành, vượt qua 100 tông môn cống hiến điểm nhiệm vụ, cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh nhiệm vụ bình thường thượng vạn năm cũng không thấy được sẽ có người hoàn thành một cái. Nay cư nhiên có nhân hoàn thành đủ có thể lấy sắp xếp tiến tiền mấy vị khó khăn nhiệm vụ, nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Lâm Thiên Dương tuy rằng không có yếu lộ ra ý tứ, nhưng là hắn phía trước ở đại bỉ thời điểm đã muốn đại làm náo động, giờ phút này vẫn là có không ít người đem hắn hoàn thành hoa quyển vân nhiệm vụ tin tức truyền đi ra, trong lúc nhất thời Lâm Thiên Dương lại trở thành tông nội môn bị đàm luận nhiều nhất nhân vật. Đối này, Lâm Thiên Dương trực tiếp lựa chọn làm như không thấy, trong tay còn còn lại mấy mai hạo dương quả. Lâm Thiên Dương trực tiếp cắn nuốt một quả, thừa dịp còn có vài năm mới đi đi nhậm chức thời gian, Lâm Thiên Dương chuẩn bị đem Thái Dương chân hỏa chuyển hóa vì Thái Dương tinh hỏa nói sao. Ở tuyết vân sơn mạch một chỗ thập phần u tỉnh sơn cốc trong vòng, một gã thân cẩm bào, dung mạo tuấn Mỹ đến làm cho nữ tử đều phải đố kỵ thanh niên nam tử, giờ phút này chính nắm một quả quân cờ đối mặt trước mắt ván cờ có chút do dự ở hắn đối diện là một gã nhìn qua có chút lôi thôi lão giả lúc này trong tay nắm một cái rượu hồ lô một bên không ngừng quán rượu một bên cười ha ha nhìn nam tử như thế nào lạc tử tuấn mỹ nam tử như thế do dự trạng huống đã muốn dằn co tam thiên thời gian rốt cục hắn vẫn là buông xuống trong tay quân cờ đối với lão giả lắc lắc đầu đạo sư thúc kỳ nghệ kỹ càng sư điệt không phải sư thúc đối thủ Nghe được Tuấn Mỹ Nam tử nhận thua, lão giả lại quán một ngụm rượu, cười tủng tỉm đạo, âm dương A, ngươi ở Thái ức kính trung vị tạp đã bao nhiêu năm? Đã muốn mau 300 vạn năm. Tuấn Mỹ Nam tử cung kính đáp. Lão giả nghe xong, gật gật đầu đạo, 300 vạn năm, ta nhớ rõ lần trước vực giới giao hợp tiền thời điểm ngươi vừa mới tiến giai đại la cảnh, ở vực giới giao hợp kia đoạn thời gian, ngươi còn tăng lên quá một cái vị giai sau không sai biệt lắm trăm vạn năm thời gian, ngươi liền theo đại la cảnh trung vị tiến giai đến thái ất kính trung vị, này tốc độ không thể vị bất khoái A. À. Không sai, sư thúc ngươi đều còn nhớ rõ. Đáng tiếc tiến giai thái ất kính trung vị sau, ta giống như hao hết sở hữu tiềm lực, tuấn Mỹ Nam tử có chút tiếc hận đạo. Này ta biết, cho nên ngươi theo trăm vạn năm tiền mà bắt đầu bồi dưỡng đệ tử, tông môn cũng quả thực nhiều ra vài cái lĩnh ngộ âm dương pháp tác nhân lão giả nói. Sư thúc. Ngươi theo ta đề chuyện này để làm gì? Tuấn Mỹ nam tử có chút khó hiểu đạo. Lão giả ánh mắt nhìn chầm chầm trước mắt nam tử, thở dài một tiếng đạo, âm dương, lúc trước ta cùng sư huynh nhìn thấy của ngươi thời điểm, liền cảm giác ngươi có được ta cùng với sư huynh cũng không cụ bị tiềm lực. Thế này mới ở ngươi mới tiến giai chân tiên cảnh thời điểm liền, đem ngươi thu làm đệ tử, đáng tiếc, ở ngươi tu vi đình trệ xuống dưới sau, ngươi nhưng không nghĩ như thế nào tiếp tục đột phá ngược lại đi làm ngươi không việc gần nhất một đoạn thời gian ngươi làm cho sư huynh thực thương tâm sư thúc ta đã muốn hết sức đáng tiếc đều mấy trăm vạn năm ta thật sự có chút cảm thấy tâm lực hao hết tuấn mỹ nam tử khổ thở dài lão giả nghe xong cũng thở dài một tiếng lắc lắc đầu đạo quên đi ngươi nếu nói như vậy hết thảy tùy duyên đi lần sau vực giới giao hợp sắp đến ở vực giới giao hợp tiền nhất vạn năm, bảo vực cũng sẽ mở ra, ta đã muốn cùng tiên cung bên kia nói một tiếng, ngươi làm ta tuyết vân tông chủ sự nhân, đi xem đi đi. Là, sư thúc. Lần này chúng ta tuyết vân tông phân đến bao nhiêu cái danh ngạch? Tuấn Mỹ Nam tự đáp ứng sau, lại hỏi một câu. Năm, trong đó bốn ngươi có thể chính mình quyết định. Lão giả nói. Nga, nói như vậy sư thúc cảm nhận trung có một người tuyển, không biết có không cáo chi. Tuấn Mỹ Nam tử nói. Lão giả gặp nam tử hỏi, lộ ra một chút ý vị thâm trường tươi cười đạo, Lâm Thiên Dương. Cái gì? Lâm Thiên Dương, hắn không phải mới chân tiên cảnh mà thôi, bảo vực mở ra là vì có thể đánh sâu vào đại la cảnh đệ tử chuẩn bị cuối cùng cơ hội, làm cho hắn đi có phải hay không không ổn. Nghe được lão giả nói, Tuấn Mỹ Nam tử lập tức kêu lên, Lão giả gặp Tuấn Mỹ Nam tử phản ứng lớn như vậy, cười cười đạo: "Âm Dương, ngươi tuy rằng gần nhất bắt đầu truyền thụ đệ tử, nhưng đối tông môn sự vụ bình thường mặc kệ, ngươi nếu đều rất rõ ràng này nhân, còn không thuyết minh người này không đơn giản sao?" Nói thật, ta thấy đến hắn thời điểm, tự hồ thấy được lần đầu tiên gặp mặt ngươi. Năm đó ngươi theo chân tiên cảnh đến Đại La cảnh tự hồ cũng dùng mười mấy vạn năm đi, hắn nay đã muốn là chân tiên cảnh thượng vị tin tưởng đến lúc đó cũng đủ hắn tiến vào bảo vực. Ta hiểu được, bất quá nếu sư thúc ngươi đối hắn đều như thế coi trọng, ta khiến cho hắn lưu lại đi. Tuấn Mỹ Nam tử gật đầu nói. Này không cần, tinh hãng ban Khương Tố Tố thôi diễn quá, lần này Lâm Thiên Dương rời đi ở sau khi trở về, hội đối Khương Tố Tố có thật lớn giúp, ngươi hẳn là biết. Khương Tố Tố mệnh trình trung có một tia cơ hội tiến giai đạo tổ, hết thảy tùy duyên là tốt rồi. Lão giả đạo ta hiểu rồi, về sau bọn hậu bối chuyện tình, ta sẽ không tiếp qua nhiều can thiệp. Tuấn Mỹ Nam tử thở dài một tiếng đạo. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, trên thực tế việc này vốn hẳn là sư phó của ngươi với ngươi nói, bất quá còn tại nếm thử bước ra cuối cùng từng bước. Sở hữu chỉ có thể từ ta mà nói. Lão giả nói nơi này, lại cầm lấy hồ lô quán một ngụm rượu, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười. Ở Bắc Hàng Tiên Vực, Tiên cung tuy rằng là trên danh nghĩa thống trị giả, thực lực cũng là nhất cường đại, nhưng bởi vì dù sao tồn tại một ít cái khác cường đại thế lực, vì sao cân bằng, tổng hội trả giá một ít quyền lực cùng ít lợi. Tuần sát sứ, đây là tiên cung duy trì gặp nhau ổn định thiết lập một cái chức vị, nói như vậy chỉ có tu vi thật to hư linh cảnh tồn tại mới có thể đảm nhiệm, nhưng một ít xa xôi địa vực cũng sẽ làm cho chân tiên cảnh tu sĩ đảm đương, cực tây nơi chính là như vậy một cái hẻo lánh hoang vắng địa phương đối với người này một chỗ tuần sát sứ, tuyết vân tông ít nhất hơi chút cùng tiên cung phương diện câu thông một chút là có thể xác định xuống dưới. Lần trước theo cực tây nơi đi vào tuyết vân tông, hao phí ước chừng hơn trăm năm thời gian, lần này, mang theo tuần sát sứ lệnh bài hắn, lại chỉ cần hao phí một cái nhiều giáp thời gian đi ra cực tây nơi, so với lần trước ước chừng tiết kiệm một nửa thời gian. Làm tiên vực tuần sát sứ, hắn có thể di động dùng một ít trước kia không thể vận dụng truyền tống trận đến tiết kiệm lộ trình, đương nhiên ở xuyên qua loạn không nơi thời điểm, vẫn là chỉ có thể giống như trước đây, thông qua huyền vũ tiên thuyền đến vượt qua. Làm trước mắt lại xuất hiện linh hoạt tiên thành, mới tới tiên giới thời điểm trí nhớ lập tức đều mạnh xuất hiện đi ra. Khoảng cách lần trước rời đi không sai biệt lắm cũng có hai ngàn thâm niên gian, nay rồi trở về, thân phận nhưng mà bất đồng. Lâm Đạo Hữu, nhiều năm không thấy, đạo hữu tu vi quả nhiên lại tăng tiến vừa mới đi xuống huyền vũ tiên thuyền lâm thiên dương chỉ thấy đến vài người cố ý lại chờ chính mình trong đó còn có một vị người quen đúng là đan minh ở cực tây nơi phụ trách người giảng thông giảng tiền bối tự mình tới đón ta làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh a lâm thiên dương cười đối hắn chắp tay nói câu lời khách sáo theo sau ánh mắt đảo qua mặt khác mấy người đạo không biết này mấy vị là giảng thông vốn muốn đến giới thiệu Nghe Lâm Thiên Dương hỏi, hắn cười tủm tỉm trước chỉ vào một gã dáng người nhỏ gầy nam tử đạo, vị này là linh hoạt tiên thành thành chủ Lê Viêm Minh, vị này là linh hoạt tiên thành tuần sát sứ Trần Vạn Thủy. Nguyên lai là Lê Thành chủ hòa Trần Tiền Bối, hai vị tự mình tiến đến nên đón Lâm Mổ, Lâm Mổ thực cảm vinh hạnh. Lâm Thiên Dương hướng tới hai người chắp tay. Lâm Thiên Dương chú ý tới, Lê Viêm Minh tu vi hẳn là đạt tới thanh nguyên cảnh. Về phần Trần Vạn Thủy còn lại là một gã hư linh cảnh tồn tại, hắn trên người khó có thể che giấu lộ ra một cổ sơ sát tiêu điều khí. Cực tây nơi tuần sát sứ hơn nửa lâm đạo hữu ngươi bất quá 18 nhân, trừ ngươi ra ở ngoài, chỉ có một người là chân tiên cảnh tồn tại, nhưng luyện đan sư lại chỉ có lâm đạo hữu ngươi một người. Đều là nhất địa tuần sát sứ. Về sau trần mổ nếu là tìm đạo hữu luyện chế đang dược, đạo hữu cũng không cần chối từ A. Trần Vạn Thủy tuy rằng trên người khó nén kia cổ sơ sát tiêu điều hương vị, nhưng dứt bỏ này. Cùng người nói chuyện với nhau cũng là nhiệt tình, ít nhất sẽ không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, hơn nữa hắn xưng hô chính mình đạo hữu, hiển nhiên cũng không có đem cảnh giới trên lệch để vào mắt, mà là càng thêm coi trọng chính mình luyện đan sư thân phận. Lâm đạo hữu, đạo hữu vừa mới đến tận đây, bản thành chủ ở thành chủ phủ thiết tiệc trụ, lâm đạo hữu còn mời theo ta tiến đến dự tiệc. Lê Viêm Minh khách khí đạo. Lâm Thiên Dương tắt cười cười đạo, không vội, ta còn có hai vị đồng bạn. Lâm Thiên Dương không có lập tức bước đi. Mà là hướng tới huyền vũ tiên thuyền nhìn thoáng qua, rất nhanh lưỡng đạo động quan cứ tới đây, hạ xuống sau, hiện ra hai cái mạng diệu thân hình, đúng là hàng vũ cùng ôn tình. Hàng vũ ánh mắt lạnh băng, lộ ra một cổ hàng khí. Xứng thượng nàng tuyệt mỹ dung nhan, làm cho người ta một loại cực vì lãnh diễm cảm giác, ôn tình tắc cùng nàng hoàn toàn tương phản, mặc kệ là dung nhan vẫn là thần thái, đều tản ra động lòng người quyến rũ. Làm cho người ta có loại lửa nóng xúc động. Này lạnh lùng nóng lên hai nữ tử xuất hiện, thực tại làm cho Lê Vi Minh cùng Trần Vạn Thủy chấn động, bởi vì bọn họ đã muốn phát hiện này hai nữ tử rõ ràng là thanh nguyên cảnh tồn tại. Trên thực tế giảng thông nhìn thấy sau cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, đặc biệt ôn tình, hắn nhưng là biết, này vưu vật là cổ minh tiên thành thành chủ phu nhân. Lâm đạo hữu, này hai vị tiên tử là. Lê Vi Minh cười hỏi. Lâm Thiên Dương cười cười đạo, các nàng là của ta hộ vệ giả. Rất nhiều luyện đan sư tu vi cũng không cao, hơn nữa không tốt cho tranh đấu, cảnh này khiến bọn họ bình thường cần một ít hộ vệ, mà này đó hộ vệ ở bảo hộ luyện đan sư đồng thời, cũng có thể được đến đại lượng đan dược cung ứng, xem như một loại cùng có lợi lựa chọn chính là một gã bác phẩm luyện đang lại có được hai gã thanh nguyên cảnh hộ vệ, cái này có chút khoa trương, càng đừng nói này hai người vẫn là như thế không giống bình thường tuyệt mỹ nữ tử. Đối với này kỳ quái chỗ, Lê Vi Minh chẳng những không có phản cảm, ngược lại cảm thấy có chút may mắn, phía trước hắn chợt nghe nói Lâm Thiên Dương sở dĩ có thể trở thành tuần sát sứ, là vì hắn ở Tuyết Vân Tông rất có địa vị, nhưng lại là một gã đại la kim tiên đệ tử, nay xem ra này đồng đãi một chút cũng không giả cũng không uổng chính mình cố ý giao hảo hắn. Trần Vạn Thủy tắc càng thêm cảm thấy thú vị, này Lâm Thiên Dương cư nhiên có hai gã thanh nguyên cảnh hộ vệ, xem ra vị kia cực tây nơi tuần sát sứ đầu đầu phỏng chừng cũng không có cách nào quản hắn, dù sao nàng cũng bất quá thanh nguyên cảnh hạ vị mà thôi. Giảng thông trừ bỏ nghĩ vậy chút ngoại, đối ôn tình trở thành Lâm Thiên Dương hộ vệ càng thêm tò mò, bất quá cũng chỉ là tò mò, có một số việc hắn cho dù hiểu được cũng giống nhau hội giả bộ hồ đồ lại hàng huyên vài câu sau, vài người liền hướng tới tiên trong thành đi. Tiệc trụ thật sự một chỗ hoàn cảnh tao nhã rừng trúc bên trong cử hành, này rõ ràng trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, chẳng những có tốt nhất tiên tử, linh thực, còn có mười mấy danh tuyệt sắc nữ tử ở một bên hát hay múa giỏi, thực tại làm cho người ta nhìn xem có chút hoa cả mắt. Bởi vì chính là lần đầu tiên gặp mặt, cũng là không có nhiều lời một ít hội chạm đến mẫn cảm thần kinh mà nói, vài người nói chuyện với nhau, nói nhiều là một ít lời khách sáo. Một khúc sau, vừa mới hiến vũ này nữ tử lập tức đón đi lên, cấp đang ngồi mấy người châm rượu. Lê Vi Minh cười cười đạo, lâm đạo hữu, ta thành chủ phủ này vài cái nha đầu, một đám đều là giỏi ca múa, có mấy cái lại trời sinh mỹ cốt tuy rằng còn đều là thân xử nữ, nhưng tin tưởng tư vị khẳng định bất phàm, ta cùng với lâm đạo hữu quen biết một hồi, đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa hai cái, về sau ở cực tây nơi, cũng có thể cho các nàng chiếu cố một chút của ngươi cuộc sống lâm thiên dương vừa nghe lê viêm minh lời này hiểu được đây là đối phương xem chính mình bên người mang theo hàng vũ cùng ôn tình nghĩ đến chính mình yêu thích nữ sắc trong lòng một trận cười khổ lập tức lắc đầu đạo đa tạ lê thành chủ ý tốt bất quá lâm mổ ngày thường không thói quen bị nhân luôn chiếu cố cho nên chính là cô phụ thành chủ hảo ý vừa nghe lâm thiên dương cự tuyệt lê viêm minh vi cảm bất ngờ theo sau ánh mắt theo hàng vũ cùng ôn tình trên mặt đảo qua, phát hiện này hai người một cái vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, một cái tắc tự tiếu phi tiếu nhìn chính mình, đi theo cũng không thèm nhắc lại. Lê Vi Minh tuy rằng không biết, đây là Lâm Thiên Dương không nghĩ trước mặt này hai nữ tử tiếp thu, hay là hắn thân mình không nghĩ yếu, nhưng nếu cự tuyệt, hắn cũng sẽ không ở đề lần thứ hai. Ở hàng huyên khách sáo sau, kế tiếp không khỏi nói tới tu luyện thường, Lê Vi Minh cố ý yếu giao Hảo Lâm Thiên Dương, vì thế dứt khoát bắt đầu một hồi tu luyện tâm đắc trao đổi. Bởi vì là Lê Vi Minh cố ý lâm vào, hơn nữa theo tâm đắc trao đổi xâm nhập, hàng Vũ có việc cũng sẽ chỉ điểm một hai, Lâm Thiên Dương cũng là không nhỏ thu hoạch, bất quá ngay tại này tiệt trụ sau khi chấm dứt, Lâm Thiên Dương đã thấy đến một cái người quen, Lâm Thiên Dương đều thật không ngờ, cư nhiên sẽ ở này địa phương gặp được hắn. Hồ đạo hữu, đã lâu không thấy đạo hữu ba năm trước đây thời gian, đạo hữu thế nhưng theo chân tiên cảnh trung vị đỉnh núi, đạt tới chân tiên cảnh thượng vị đỉnh núi, thật sự là làm cho lâm mổ đều cảm thấy kinh ngạc. Tiệt trụ sau khi chấm dứt, lâm thiên dương bất ngờ gặp được hồ chính này mập mạp, mà hồ đang ở cấp lâm thiên dương một cái ám chỉ sau liền ly khai. Ở tìm một cái lấy cớ sau, lâm thiên dương ly khai thành chủ phủ. Rốt cục cùng này chính mình tiến vào tiên vực không bao lâu gặp được bằng hữu gặp mặt. Hồ Chính bộ dáng không có đổi, mập mạp trên mặt hiện ra một cái tươi cười. Đối với Lâm Thiên Dương Đạo, Lâm Đạo hữu chẳng những tu vi đạt tới chân tiên cảnh thượng vị, nhưng lại trở thành tiên vực tuần sát sứ. Người này chuyển biến khả làm cho hồ mổ càng thêm giật mình. Lâm mổ rất sớm chính là Tuyết Vân Tông một vị trưởng lão đệ tử. Lâm Thiên Dương giải thích một chút. Hồ đối diện cho Lâm Thiên Dương này thân phận cũng là không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình, ngược lại Lâm vào trầm tư bên trong lâm thiên dương biết lấy hồ chính trạng huống nếu là không có gì đại cơ duyên không có khả năng ở ba ngàn năm thời gian lý tiến dai nhanh như vậy hắn không nói lời nào lâm thiên dương cũng là không tốt hỏi bất quá lâm thiên dương tin tưởng đối phương cố ý muốn gặp chính mình nhất định có hắn ý tưởng trầm tư sau một lát hồ đang nhìn lâm thiên dương đạo lâm đạo hữu vốn hồ mổ có một chút cơ duyên muốn tìm lâm đạo hữu nhưng hôm nay đạo hữu thân phận đại biến như thế làm cho hồ mổ có chút khó làm hồ đạo hữu, ý của ngươi là. Lâm Thiên Dương không xác định hỏi. Hồ mổ sợ hải lâm đạo hữu ngươi xem không hơn ta cái gọi là cơ duyên. Hồ đang có chút cười khổ nói. Lâm Thiên Dương rời đi tuyết vân tông thời điểm, xuất ra được đến 500 tông môn cống hiến điểm trúng nhất tiểu bộ phân liền đổi lấy không ít thứ tốt, nếu là bình thường cơ duyên hắn thật đúng là chướng mắt. Bất quá này Hồ Chính nói như vậy cũng là chính mình đến tiên giới sau, cái thứ nhất bằng hữu, vì thế đạo, Hồ Đạo Hữu, ngươi có cái gì cứ việc nói ra đi, nhìn xem Lâm Mổ có không ban được với. Hảo, có Lâm Đạo Hữu những lời này. Hồ Mổ cũng không làm kêu. Hồ Chính tự hồ nhìn ra Lâm Thiên Dương tâm tư, trên mặt hơn nở nụ cười. Ba ngàn năm tiền, khi ta rời đi cổ minh tiên thành chung quanh du lịch thời điểm, ở một chỗ địa phương phát hiện một tòa thượng cổ tu sĩ động phủ, chính là tại kia động phủ bên ngoài, ta tìm đến không ít quý hiếm tiên thảo, tiên quả này cũng khiến cho ta ở ngắn ngủn ba ngàn năm còn có nay tu vi. Hồ đạo hữu ý tứ, là muốn tìm ta cùng nhau đi vào này động phủ. Lâm Thiên Dương hỏi. Hồ đúng giờ đầu đạo, không sai, gần nhất mấy trăm năm, ta vẫn tìm muốn đi vào nơi đó nhìn xem, đáng tiếc mặc kệ làm sao bây giờ, Thủy chung không thể đi vào. Vì thế ta nghĩ đến mượn dùng ngoại lực. Hồ đạo hữu, lấy của ngươi phán đoán, kia động phủ đại khái là cái gì tu vi tu sĩ, lâm thiên dương hỏi này không rõ ràng lắm động phủ bên ngoài gieo trồng tiên thảo rất nhiều đều là thích hợp như ta vậy chân tiên cảnh tu sĩ nhưng thủ hộ động phủ cấm chế như trước không kém nghĩ đến hơn phân nữa là hư linh cảnh thậm chí là thanh nguyên cảnh tồn tại hồ chính đoán đạo thì ra là thế trách không được ngươi nói sợ ta chướng mắt bất quá hồ đạo hữu ngươi trực tiếp cùng ta nói ra này đó đỗ không sợ ta đem kia động phủ chiếm vì mình có lâm thiên dương cười nói hồ chính cũng cười cười nói lâm đạo hữu làm người hồ mổ vẫn là tin tưởng vì như vậy một cái động phủ lâm đạo hữu hẳn là không đến mức như thế được rồi chuyện này ta có thể đáp ứng đạo hữu bất quá nay ta còn có một số việc yếu xử lý khả năng ngươi phải đợi đãi một đoạn thời gian mới được lâm thiên dương không có nghĩ nhiều đáp ứng rồi xuống dưới này không có vấn đề gì hồ mổ cũng muốn chuẩn bị một chút mới được ta xem trăm năm sau chúng ta ở ô âm tiên thành tái gặp như thế nào. Hồ đang muốn muốn nói ra thời gian cùng địa điểm. Này không có vấn đề. Lâm Thiên Dương lại một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Sự tình nói định. Hồ Chính cũng không có cùng Lâm Thiên Dương đang nói nhiều cái gì, lập tức liền ly khai. Lâm Thiên Dương kế tiếp ở linh hoạt tiên thành bên trong, chuyển động một vòng, đến phường khu phố mua một ít này nọ sau, cũng trở về đến thành chủ phủ ở thành chủ phủ dừng lại một ngày sau, Lâm Thiên Dương liền ly khai. Thông qua linh hoạt tiên thành truyền tống trận, Lâm Thiên Dương mang theo hàng vũ cùng ôn tình cùng nhau đến ô âm tiên thành. Mà đồng hành trừ bỏ giảng thông ở ngoài, còn có trần vạn thủy vị này tuần sát sứ. Ở lần trước tiệc rượu phía trên, Lâm Thiên Dương theo Trần Vạn Thủy trong miệng biết được không ít về tuần sát sứ tình huống. Trên thực tế Lâm Thiên Dương đối tuần sát sứ này chức vụ thật đúng là chưa hiểu rõ hết, chỉ biết là phụ trách vị trí tiên vực ổn định. Giải quyết một ít nguy hiểm cho tiên vực yên ổn chuyện tình, chỉ trích nhưng thật ra có chút cùng loại cho trước kia địa cầu thế giới cảnh sát. Theo Trần Vạn Thủy trong miệng, Lâm Thiên Dương to lớn, tuần sát sứ trên thực tế cũng là chia làm hai loại, một loại là chuyên môn đóng ở nhất địa, phụ trách nhất địa sự vụ tồn tại, còn có một loại còn lại là chung quanh tới lui tuần tra, nơi nơi giải quyết khó giải quyết vấn đề tuần sát sứ. Đối với cực Tây nơi loại địa phương này, thứ hai loại tuần sát sứ cũng không tồn tại. Trên thực tế cực Tây nơi nơi này ngay cả đại la cảnh tồn tại đều không có, mà thứ hai loại tuần sát sứ đều là xử lý đại sự tình, cho nên phỏng chừng đều có trăm vạn năm không có xuất hiện ở cực Tây nơi. Cực Tây nơi tuần sát sứ tổng cộng 18 nhân, mà này 18 nhân cũng là có thủ lĩnh, thủ lĩnh tên gọi làm Âu Dương Thư Cầm, đã muốn tu vi đạt tới thanh nguyên cảnh trung vị nữ tu, cũng là cực tây nơi tuần sát sứ trung, tu vi duy nhất đạt tới thanh nguyên cảnh tồn tại. Âu Dương Thư cầm trường kỳ đóng tại ô âm tiên thành, trừ bỏ quản lý cực tây nơi tuần sát sứ ở ngoài, còn phụ trách ô âm tiên thành hết thảy sự vụ. Trần Vạn Thủy sở dĩ theo tới, cũng là muốn dẫn Lâm Thiên Dương trông thấy vị này thủ lĩnh, nhận nàng sai khiến nhiệm vụ. Vừa nghe được Âu Dương Thư cầm tên của, Lâm Thiên Dương cái thứ nhất nghĩ tới cổ minh tiên thành Âu Dương gia tộc, nhưng nhất tưởng kia âu dương gia tộc tối cường lão tổ cũng bất quá thanh nguyên cảnh hạ vị mà thôi tin tưởng vị này âu dương thư cầm hẳn là cùng cổ minh tiên thành âu dương gia tộc không có bao nhiêu quan hệ mới đúng đi theo đi gặp âu dương thư cầm lâm thiên dương không có mang hàng vũ cùng ôn tình chính là làm cho các nàng ở tiên nhân thành chờ chính mình ô âm tiên thành có rất nhiều huyền không đảo âu dương thư cầm động phủ chính là ở một tòa to lớn huyền không đảo phía trên cả tòa huyền không đảo phạm vi vượt qua trăm dặm, đến trên đảo, liếc mắt một cái nhìn lại phát hiện cả tòa huyền không đảo đều bị xanh tươi rừng trúc bao trùm, chỉ có trung tâm một chỗ hồ nước là duy nhất ngoại lệ. Tại đây hồ nước trung tâm chỗ, còn có một tòa không lớn tiểu đảo, hòn đảo thượng mấy gian trúc ốc cùng một tòa trúc lâu, mà nơi này chính là Âu Dương Thư cầm chỗ ở. Trực tiếp phi độn đến tiểu đảo phía trên, Lâm Thiên Dương nhìn thấy, ở trúc lâu ngoại không phía trên, vài tên bộ dáng cũng liền 10 đến tuổi đồng nam đồng nữ, hoặc là dùng non miệng ngón tay kích thích cầm huyền, hoặc là trì bút viết nhanh, không thể không làm cho người ta nhớ tới Âu Dương Thư cầm tên. Nhìn thấy Lâm Thiên Dương cùng Trần Vạn Thủy đã đến, này vài cái đứa bé lập tức ngừng lại, đi theo trong đó một gã đồng tử đi lên tiền, đối hai người thâm thi lễ sau hỏi, nhưng là Trần Tiền Bối cùng Lâm Tiền Bối đến. Trần Vạn Thủy gật gật đầu đạo, không sai. Nghe được khẳng định trả lời thuyết phục, Đồng tử lập tức dùng hắn non nớt thanh âm, cung kính nói: "Sư phụ đã muốn nói cho chúng ta biết, hai vị tiền bối sẽ tới đến, tiền bối người hầu cận ta đến." Đi theo đồng tử đi vào trúc lâu bên trong, theo sau hai gã nữ đồng dân lượng chén tiên trà, nhưng Âu Dương Thư cầm nhưng không có nhìn đến, đồng tử chính là nói cho hai người, sư phụ yếu quá trong chốc lát mới có thể đến. Lâm Thiên Dương chỉ cần làm này quá trong chốc lát không có dài hơn, kết quả không nghĩ tới Nhất đẳng nửa ngày trôi qua, còn không có nhìn thấy Âu Dương Thư cầm xuất hiện. Mắt thấy sắc trời đều đã muốn bắt đầu ngầm hạ đến đây, Lâm Thiên Dương có chút bất đắc dĩ đối Trần Vạn Thủy đạo, "Trần đạo hữu, vị này Âu Dương tiền bối trước kia cũng như vậy." Trần Vạn Thủy cầm lấy tiên trà ấm một ngụm, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu đạo, "Lần trước ta thấy nàng, ước chừng đợi nửa tháng, trừ bỏ có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh, nếu không nếu là nàng đỉnh đầu thượng có việc" tuyệt đối yếu hoàn thành mới có thể tới gặp nhân. Đối với như vậy giải thích, Lâm Thiên Dương cảm thấy một trận bất đắc dĩ, tuy nói này Âu Dương Thư cầm tu vi cao hơn này hắn tuần sát sứ rất nhiều, bất quá cái giá như thế to lớn, cũng có chút quá phận. Ngay tại Âu Dương Thư cầm hình tượng ở Lâm Thiên Dương cảm nhận trung trở nên có chút không tốt thời điểm, bỗng nhiên một cái mạng diệu thân ảnh xuất hiện ở tại trúc lâu bên trong, đi theo nghe được một cái làm cho người ta có chút quen thuộc thanh âm, ngượng ngùng, làm cho hai vị đợi lâu. Âu Dương Thiến. Lâm Thiên Dương nhìn xuất hiện ở trước mắt nữ tử, kinh ngạc kêu lên, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Âu Dương Thư cầm nhìn Lâm Thiên Dương, khóe miệng hiện ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, đi theo đạo, Lâm đạo hữu gặp qua ta muội muội. Muội muội? Ngươi là Âu Nhã Thiến tỷ tỷ. Lâm Thiên Dương nghe xong lời này, có chút nan dĩ tương tính đạo. Âu Dương Thư cầm lạnh nhạt cười nói, như thế nào ta không giống sao không phải không giống mà là quá giống nếu không phải ngươi tu vi cao hơn nàng rất nhiều ta đều phải nghĩ đến ngươi là của nàng phân thân lâm thiên dương cười khổ nói ta cùng nàng là nhất thai song sinh tự nhiên giống nhau như đúc về phần nàng tu luyện phân thân thuật cũng thật là ta truyền thụ cấp của nàng âu dương thư cầm nói thẳng ta cùng với âu dương tiên tử giao tình cũng không tính thiển ở Âu Dương gia tộc còn làm ngàn năm luyện đan sư cung phụng, lại chưa từng có nghe nói qua nàng còn có một cái song sinh tỷ tỷ. Hơn nữa tu vi cư nhiên so với Âu Dương gia vị kia lão tổ Âu Dương Khai còn muốn cao hơn một cái vị giai. Lâm Thiên Dương có chút khó hiểu đạo. Âu Dương Thư cầm nghe xong, chính là cười nói, Âu Dương Khai là vì không có thể diện thế này mới không được Âu Dương gia tộc nhắc tới ta, bất quá ta trên thực tế cũng quả thực cùng Âu Dương gia tộc không có gì quan hệ, nay toàn bộ âu dương gia tộc phỏng chừng cũng theo ta vị kia đồng bào muội muội còn cùng ta có chút liên hệ thì ra là thế tuy rằng âu dương thư cầm không có nói tỉ mỉ nhưng lâm thiên dương bao nhiêu có thể đoán được vị này âu dương thiến tỉ tỉ chỉ sợ cùng âu dương gia tộc quan hệ không được tốt lắm đúng rồi lâm đạo hữu ngươi nếu cùng ta kia bào muội cùng thế hệ tương xứng về sau cùng ta cũng sẽ không nếu phân bối phận miễn cho ta lại chiếm kia bào muội tiện nghi dù sao ngươi cũng là bác phẩm luyện đan sư cùng ngươi cùng thế hệ tương giao cũng không tính chịu thiệt âu dương thư cầm nhắc nhở đạo kia lâm mổ cũng sẽ không khách khí bất quá âu dương tiên tử ngài dù sao vẫn là tuần sát sứ thủ lĩnh nếu là có cái gì sai phái tiên tử cứ việc mở miệng chỉ cần lâm mổ có thể làm đến lâm mổ cũng sẽ không tùy ý thoái thác trách nhiệm lâm thiên dương gặp này âu dương thư cầm đối chính mình có chút khách khí dứt khoát cũng liền tỏ vẻ chính mình thái độ nghe được lâm thiên dương nói như vậy âu dương thư cầm cũng là cười đi theo đạo tiên cung luôn luôn không quá chú trọng cực tây nơi lâm đạo hữu thân là bác phẩm luyện đan sư có thể đến nơi này đối với chúng ta mà nói trên thực tế là kiện tốt sự không giấu lâm đạo hữu chúng ta ở cực tây nơi này vài cái tuần sắc sứ ngày quá đến độ không được tốt lắm lâm đạo hữu hẳn là giảng quá huyền cơ tử vài lần đi thân là tuần sát sứ lại nơi nơi kiếm lấy tiên linh tinh phỏng chừng ở toàn bộ tiên vực cũng không có bao nhiêu nghĩ đến huyền cơ tử luôn ở vài tòa tiên thành qua lại chủ trì đấu giá hội lâm thiên dương giờ phút này ngẫm lại cũng cảm thấy còn thật là có chút kỳ ba ai làm cho chúng ta những người này phần lớn đều là bị một ít thế lực xa lánh đến nơi đây đến hơn nữa ngẩn ngơ liền ít nhất mấy vạn năm cũng liền âu dương tiên tử chờ số ít mấy người bất đồng thôi Trần Vạn Thủy giờ phút này không biết có phải hay không cố ý, sen mồm nói một câu. Âu Dương Thư cầm đối hắn sen mồm cũng không có để ý, chính là dùng nàng một đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Lâm Thiên Dương. Lâm Thiên Dương cũng không rõ ràng Trần Vạn Thủy vì cái gì ở phía sau sen mồm, nhưng Lâm Thiên Dương cũng biết, hắn nói hẳn là không có sai. Hơn nữa ý tứ trong lời nói, tự hồ muốn biết chính mình có phải hay không bị xa lánh đến, dù sao chính mình có một vị đại la kim tiên sư tôn Bình thường mà nói không nên hội như vậy. Gặp Âu Dương Thư cầm nhìn chằm chằm chính mình, Lâm Thiên Dương suy tư, có thể hay không là Âu Dương Thư cầm cũng tưởng biết, nghĩ nghĩ quyết định cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng, ta vạn năm sau hẳn là hội rời đi, ở trong này, chỉ biết hoàn thành mặt cho. Lâm Thiên Dương khẳng định ngữ khí, làm cho Trần Vạn Thủy bên trong hiểu được, trước mắt vị này Lâm đạo hữu tuyệt đối không phải bởi vì tông môn xa lánh, không có cách nào mới đến. Dù sao theo hắn bên người đi theo hai gã thanh nguyên cảnh tu sĩ thượng có thể nhìn ra đến, đối phương nội tình không đơn giản. Âu Dương thư cầm nghe xong, cũng yên lặng gật gật đầu, đi theo hỏi, "Lâm đạo hữu, ta biết ngươi trước kia luôn luôn tại cổ minh tiên thành cuộc sống, lần này ngươi trở về, có hay không phải đi về nơi đó ý tứ, còn sống là trực tiếp ở lại Ô Âm tiên thành?" "Như thế nào? Chẳng lẽ có thể cho ta chính mình lựa chọn?" Lâm Thiên Dương lược có chút bất ngờ đạo. Âu Dương Thư cầm khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười đạo, Lâm đạo hữu, ngươi nhưng là bác phẩm luyện đan sư, nay tuy rằng trên danh nghĩa là của ta thuộc hạ, nhưng ta này cực tây nơi tuần sát sứ thủ lĩnh cũng còn muốn dựa vào của ngươi luyện đan thuật, giúp ta luyện chế một ít đan dược, tự nhiên sẽ đối ngươi kỳ tốt lắm. Âu Dương Thư cầm mà nói, minh minh ý tứ thực rõ ràng, nhưng nàng như vậy lơ đãng nói ra, nhưng không có một tia rõ ràng hương vị, ngược lại làm cho người ta cảm thấy thực tự nhiên, không có một tia không thoải mái. Âu Dương tiên tử nếu mở miệng, nếu là về sau cần luyện chế cái gì đang dược, lâm mổ tự nhiên sẽ không thoái thác, về phần lựa chọn địa phương, lâm mổ nhưng thật ra không nghĩ tái hồi của Minh Tiên Thành. Lâm Thiên Dương nói, ác, kia lâm đạo hữu tính là, nghe được Lâm Thiên Dương không trở về của Minh Tiên Thành, Âu Dương Thư cầm bao nhiêu cảm thấy có chút bất ngờ nghe âu dương thư cầm hỏi như vậy lâm thiên dương hiểu được chính mình tại đây cực tây nơi hội thực tự do này so với chính mình trong tưởng tượng cần phải hảo rất nhiều lâm thiên dương sở dĩ không nghĩ hồi của minh tiên thành chủ yếu vẫn là bởi vì của minh tiên thành vinh lập hạ sinh tử nguyên nhân nếu là ôn tình không đi theo chính mình bên người chính mình cũng không có gì phải sợ khả hiện tại trở về mà nói không khỏi sẽ khiến cho một ít phiền toái đương nhiên lâm thiên dương không sợ này đó phiền toái nhưng đối với một lòng muốn tăng lên tu vi lâm thiên dương mà nói có thể thiếu phân tâm nó sự vẫn là tốt cực tây nơi ô âm tiên thành xem như tốt nhất địa phương lâm mổ ngay tại nơi này đi lâm thiên dương nghĩ nghĩ nói hảo nghe xong lâm thiên dương mà nói âu dương thư cầm không có chút do dự đáp ứng xuống dưới hội kiến âu dương thư cầm sau có âu dương thư cầm đáp ứng lâm thiên dương đi theo liền chuẩn bị ở ô âm tiên thành định cư xuống dưới Lâm Thiên Dương ở Ô Âm Tiên Thành không có bao nhiêu người quen, cho nên chỉ có thể tìm tới giảng thông vị này đang minh đà chủ. Giảng thông đối với Lâm Thiên Dương yếu lưu lại, cũng là thập phần vui vẻ, không đợi Lâm Thiên Dương mở miệng, chủ động đáp ứng ban Lâm Thiên Dương tìm kiếm một chỗ chỗ ở. Vài ngày sau, giảng thông liền tự mình mang theo Lâm Thiên Dương đến một chỗ tương đối hẻo lánh Huyền Không Đảo. Này Huyền Không Đảo địa phương không lớn, so với Âu Dương thư cầm Huyền Không Đảo ngay cả một nửa lớn nhỏ đều không có, bất quá trên đảo cũng là một mảnh xanh ung tươi tốt, nhìn qua tràn ngập sinh khí, nhưng lại có một mảnh linh điền, gieo trồng không ít tiên cốc. Tiên cốc ẩn chứa phong phú tiên linh lực, hơn nữa tương đối nhu hòa, trường kỳ dùng ăn đối với tu vi tăng trưởng cũng là rất là hữu ích. Ở Khương Tố Tố một lần nữa luyện chế kình thiên cung sau, Lâm Thiên Dương ở bên trong cũng gieo trồng không ít, bất quá này tiên cốc bình thường yếu ngàn năm thời gian tài năng thành thục, Lâm Thiên Dương trước mắt cũng định kỳ dùng ăn, bất quá này đó tiên biểu môi là hoa tiên linh tinh mua xuống dưới. Lâm Thiên Dương huyền không đảo thượng tiên cốc tự nhiên không thể nộn đều là thành thục, trên thực tế nơi này tiên cốc gieo cũng bất quá trăm năm mà thôi. Lâm Thiên Dương quyết định đem tử minh cùng tử nguyệt theo kình thiên cung trung phóng xuất, làm cho bọn họ này đối vợ chồng quản lý một chút, dù sao ở kình thiên cung bên trong, bọn họ cũng là phụ trách việc này này đối huyết ngọc con nhận từ đạt tới đại thừa kỳ hóa thành hình người sau tu vi tăng trưởng liền chậm lại ở lần trước lâm thiên dương bế quan thời điểm vừa mới vừa đạt tới chân tiên cảnh bọn họ tu vi đã muốn không thể đối chính mình có cái gì giúp bất quá làm việc này vẫn là trắc trắc có thừa ở huyền không đảo thượng dạo qua một vòng sau lâm thiên dương thực vừa lòng tiếp thu chỗ ngồi này hòn đảo có địa phương dàn xếp sau lâm thiên dương đem một ít việc vặt đều an bài đi xuống mà ở cùng Âu Dương Thư cầm gặp mặt sau, Lâm Thiên Dương liền không còn có nhìn thấy này Âu Dương Thiến đồng bào tỷ tỷ. Trên thực tế đảm nhiệm tuần sát sứ, đối với Lâm Thiên Dương mà nói, chính là nhiều ra một thân phận mà thôi, hơn nữa Âu Dương Thư cầm vị này cực tây nơi tuần sát sứ thủ lĩnh. Cũng không có yếu Lâm Thiên Dương nhận cái gì trách nhiệm, thậm chí ô âm tiên thành vốn còn có nàng tồn tại, Lâm Thiên Dương càng là chuyện gì tình đều không cần làm, cho dù có cái gì, nhiều lắm cũng là ban nhân luyện chế một ít đang dược mà thôi. Ở đã không có cái khác sự tình phiền não sau Lâm Thiên Dương quyết định vẫn là bế quan, bất quá làm cho Lâm Thiên Dương không nghĩ tới là mới bế quan không đến 20 năm. Âu Dương Thư cầm lại chủ động tìm đến đây. Đối với vị này tuần sát sứ thủ lĩnh tìm tới chính mình, Lâm Thiên Dương bao nhiêu cảm thấy có chút bất ngờ, bất quá vẫn là khách khí đem Âu Nhai Thư cầm thỉnh đến chính mình động phủ trong vòng. Phân chủ tân tọa hạ sau, Tử Nguyệt cấp hai người dân tiên trà, theo sau ly khai. Lâm Thiên Dương nhìn Âu Dương Thư Cầm, mở miệng hỏi đạo, Âu Dương Tiên Tử. Không biết có chuyện gì yếu Lâm Mổ, nếu là luyện đan mà nói, trực tiếp tìm người thông báo Lâm Mổ một tiếng là có thể. Âu Dương Thư Cầm nhìn Lâm Thiên Dương một bộ bình tĩnh bộ dáng, khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm tươi cười đạo, Lâm Đạo Hữu, lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ta còn thật sự xem thường Đạo Hữu, Cổ Minh Tiên Thành vị kia phong tình vạn chủng thành chủ phu nhân hẳn là đi theo đạo hữu bên người đi. Nghe được Âu Dương Thư Cầm đột nhiên nhắc tới ôn tình. Lâm Thiên Dương có chút bất ngờ, cũng sợ không chuẩn đối phương là có ý tứ gì, hỏi, Âu Dương Tiên Tử, người đây là cái gì ý tứ? Âu Dương Thư Cầm cũng không có cùng với Lâm Thiên Dương dây dưa ý tứ, cười cười đạo, lâm đạo hữu, cổ Minh Tiên Thành có nhân tìm tới ta, nói bọn họ Tiên Thành thành chủ mất tích. Hoài nghi đã muốn ngã xuống rớt. Hy vọng ta có thể giúp bọn hắn tìm ra chân tướng. Cổ Minh Tiên Thành tuy rằng chính là một tòa hẻo lánh nơi thành nhỏ, nhưng thành chủ nói như thế nào cũng là tiên cung sắc phong. Điều này làm cho ta rất khó làm a. À. Lâm Thiên Dương hiểu được, xem ra là Vinh Lập hạ chuyện tình rốt cục bại lộ đi ra, chính là này bại lộ thời gian cũng quá trùng hợp. Cư nhiên chính mình vừa trở về nơi này không bao lâu liền đã xảy ra. Đối với chuyện như vậy lâm thiên dương cũng có chút bất đắc dĩ xem âu dương thư cầm trực tiếp tìm tới chính mình rõ ràng là cảm thấy việc này cùng chính mình có liên quan cũng không biết nàng rốt cuộc thái độ như thế nào lâm thiên dương cười cười trực tiếp hỏi không biết tiên tử tính như thế nào xử lý đâu lâm đạo hữu thân phận của ngươi ở ngươi đã đến rồi sau ta cố ý hỏi thăm một phen biết ngươi tới lịch cũng không đơn giản tuy rằng không rõ ràng lắm đạo hữu vì sao hội trở lại cực tây nơi này hẻo lánh địa phương nhưng ôn tình đi theo bên cạnh ngươi cho dù ngốc tử cũng sẽ hoài nghi vinh lập hạ chuyện tình cùng ngươi có liên quan còn thỉnh lâm đạo hữu có thể đem chân tướng cáo chi ta cũng tốt làm ra xử lý đương nhiên nếu là việc này thực cùng lâm đạo hữu có liên quan ta cũng sẽ không làm cho lâm đạo hữu ngươi có phiền toái âu dương thư cầm đem chính mình ý tứ trực tiếp nói ra Lâm Thiên Dương không nghĩ tới này Âu Dương Thư cầm hội nói như vậy, trong đầu thứ nhất ý niệm trong đầu hắn có thể hay không cố ý ở dụ dỗ chính mình đem sự tình nói ra, khả nàng nếu biết chính mình thân phận không đơn giản, hơn nữa cũng có thể biết, chẳng những ôn tình đã muốn là thanh nguyên cảnh tồn tại, thậm chí còn có hàng vũ này đồng dạng là thanh nguyên cảnh tồn tại nhân ở. Không nghĩ ra Âu Dương Thư cầm ý tứ chân chính, Lâm Thiên Dương trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại, cả người trầm mặt xuống dưới nhìn thấy Lâm Thiên Dương trầm mặt không nói, Âu Dương Thư cầm tự hồ cũng đoán được Lâm Thiên Dương ý tưởng, cười cười đạo, Lâm đạo hữu không cần lo lắng, việc này ta tuyệt đối sẽ không hại đạo hữu, nếu là đạo hữu không tin, người ta có thể ký kết một phần ma hồn khế ước đến cho nhau ước thúc. Vừa nghe đối phương nói như thế thành khẩn, chính mình yếu ký kết ma hồn khế ước mà nói, nhưng thật ra có vẻ có chút bất cận nhân tình, hơn nữa đối phương chủ động tìm tới chính mình, chỉ sợ đối sự tình đều đã muốn có đại khái phán đoán lại trầm tư một lát lâm thiên dương đạo âu dương tiên tử ma hồn khế ước liền bỏ quên ta cùng với tiên tử tuy rằng đến nay chỉ là thấy thứ hai mặt nhưng tiên tử đối ta cũng coi như chiếu cố có thêm ta nghĩ tiên tử nếu tới tìm ta tin tưởng cũng đại khái đoán được một ít cái gì ta nghĩ biết tiên tử rốt cuộc có cái gì mục đích còn sống cần lâm mổ làm chút cái gì lâm đạo hữu xem ra ta còn thực không có đoán sai Vinh lập hạ ngã xuống quả nhiên cùng lâm đạo hữu rất có quan hệ, có lâm đạo hữu ngươi lời nói mới rồi, ta cũng an tâm, về phần cụ thể vì cái gì, đạo hữu cũng không cần tái theo ta nói, chuyện này ta cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho nó mau chóng đi qua, về phần ta vì cái gì yếu làm như vậy, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì ta quả thực có chuyện muốn lâm đạo hữu hỗ trợ. Âu Dương Thư Cầm không thêm che giấu đạo. Sự tình gì? Chỉ cần lâm mổ có thể làm được, Lâm Mỗ nhất định sẽ không cự tuyệt. Lâm Thiên Dương nhìn thấy Âu Dương Thư cầm như thế thẳng thắn, cũng liền không có gì cố kỵ. Gặp Lâm Thiên Dương đem nói được này phân thượng, Âu Dương Thư cầm cũng vừa lòng gật gật đầu đạo, hảo, Lâm Đạo Hữu có thể nói như vậy ta cũng sẽ không giấu giếm nữa. Trên thực tế ta cái kia muội muội cũng đã muốn là thanh nguyên cảnh tồn tại, lần này của Minh Tiên Thành đã không có thành chủ, ta nghĩ làm cho nàng kế nhiệm, bởi vì ta thân phận, hơn nữa ta cùng với Âu Dương gia tộc quan hệ thực đặc biệt, cho nên không tiện ra mặt, cũng liền hy vọng Lâm đạo hữu ngươi có thể hỗ trợ, chỉ cần đạo hữu. Có thể làm đến, về sau ở cực Tây nơi, ta có thể vì đạo hữu mở ra hết thảy phương diện chi môn. Nghe Âu Dương thư cầm này lời nói, nàng cấp ra điều kiện tự hồ nghe đi lên thực hợp lý, bất quá Lâm Thiên Dương lại nhịn không được lại đánh giá này cùng Âu Dương Thiến giống nhau như đúc nữ nhân phía trước đi vào nơi này nhìn thấy này nữ nhân thời điểm chính mình có chút không rõ nàng vì sao hội đối chính mình tốt như vậy cho dù chính mình có chút lai lịch khả nàng cũng là tiên cung ở cực tây nơi phụ trách người bao nhiêu coi như là nhất phương biên giới đại quan không có đạo lý nay ngẫm lại có lẽ vinh lập hạ chuyện tình nàng sớm đã có sở hiểu biết mà ở biết chính mình muốn tới sau liền cố ý bố trí xuống dưới nếu không sẽ không ngay từ đầu liền đối chính mình tốt như vậy mà thời gian mới đi qua không có bao nhiêu năm nàng liền đã tìm tới cửa đây là một cái tâm tư tinh miệng, thành phủ sâu đậm nữ nhân lâm thiên dương trong lòng đôi mắt tiền nữ tử này có một cái phán đoán lâm đạo hữu ngươi cảm thấy như thế nào a à? nhìn thấy lâm thiên dương chậm chạp không có đáp lại âu dương thư cầm cũng có chút lo lắng hỏi lại một câu tuy rằng trước mắt này nữ nhân thật là ở lợi dụng chính mình bất quá lâm thiên dương tự hỏi nay cho dù nàng biết chính mình đoán được của nàng ý tưởng, nàng cũng nhất định biết, chính mình căn bản là lấy nàng không có cách nào, chuyện này chỉ có thể đáp ứng, nếu không tin tưởng đối phương không chừng hội làm ra một ít làm cho người ta đáng ghét chuyện tình. Có thể nói, chuyện này chỉ sợ cũng là một cái nhìn như âm mưu dương mưu. Việc này ta có thể đáp ứng. Lâm Thiên Dương rốt cục nói ra làm cho Âu Dương Thư cầm vừa lòng đáp án. Nghe thế cái trả lời, âu dương thư cầm lộ ra vừa lòng tươi cười đi theo đạo lâm đạo hữu có thể đáp ứng là tốt rồi kế tiếp ta sẽ an bài đạo hữu đi của minh tiên thành đảm nhiệm tuần sát sứ tiếp nhận nguyên lai huyền cơ tử chức vụ đương nhiên một khi sự tình giải quyết ta cái ngốc kia muội muội tọa ổn thành chủ vị trí như vậy lâm đạo hữu là có thể lập tức trở về nơi này về sau ta cũng sẽ không đã quấy rầy đạo hữu được rồi bất quá sự tình cũng không dùng như vậy cấp ta tin tưởng lấy tiên tử năng lực, tha thượng một đoạn thời gian hẳn là không có vấn đề đi. Lâm Thiên Dương hỏi. Này tự nhiên, Lâm Đạo hữu ngươi hay là còn có cái khác sự tình, không biết cần ta tha bao lâu? Âu Dương Thư cầm hỏi. Trăm năm. Lâm Thiên Dương vương một cây ngón tay nói, chính mình đáp ứng hồ chính, muốn đi thăm dò thượng cổ động phủ, không có khả năng ở xử lý cổ minh tiên thành chuyện tình, trung gian chạy đi. Trăm năm tuy rằng dài quá một chút nhưng hẳn là không có quá lớn vấn đề bất quá ta cũng hy vọng lâm đạo hữu ngươi yếu chuẩn bị tốt nhưng thật ra chỉ sợ của minh tiên thành không chỉ có là huyền thông môn hội nhảy ra âu dương bên trong gia tộc nói không chừng cái kia âu dương khai cũng sẽ trở thành lực cản âu dương thư cầm cảnh cáo đạo âu dương khai xem ra âu dương tiên tử này bàn kỳ là cục trung có cục a bất quá nếu lâm mổ đã muốn đáp ứng tiên tử cũng sẽ không để ý." Lâm Thiên Dương cố ý nói như vậy đạo. Gặp Lâm Thiên Dương nói ra những lời này, Âu Dương Thư cầm biết, trước mắt này nam tử tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng, bất quá như vậy mới rất tốt, cười cười đạo, "Hảo, nếu đã vậy, ta trước hết tạ quá Lâm đạo hữu." Về phần cụ thể tình huống, đạo hữu đến Cổ Minh Tiên Thành sau, tìm ta cái kia muội muội thương nghị tốt lắm, ta cũng không ở lâu. "Đúng rồi, về sau Lâm Đạo hữu nếu là cần một ít hiếm thấy luyện đan tài liệu, có thể tìm ta, một ít đan minh cũng không hảo cho tới gì đó, ta nơi này có lẽ sẽ có. Lâm Thiên Dương nhìn nguyên bản đứng dậy phải đi, lại lưu lại những lời này Âu Dương Thư cầm, hiểu được đây là nàng cấp chính mình hảo chỗ, thình lình làm cho chính mình làm việc, nếu là không cho tốt hơn chỗ, cũng quả thực làm cho người ta hội sinh ra thật lớn bất mãn, xem ra thủ đoạn của nàng thật sự là không đơn giản âu dương thư cầm cuối cùng vẫn là đi rồi mà lâm thiên dương biết lần này vị này cực tây nơi tuần sát sứ thủ lĩnh tìm đến chính mình trên thực tế là cùng chính mình làm một phần giao dịch chính mình giúp nàng thu hoạch một ít quyền lực mà nàng tắt có thể cho chính mình ở cực tây nơi đạt được lớn nhất tự do âu dương thư cầm đi rồi sau lâm thiên dương lập tức đến ôn tình chỗ ở chuyện này tổng không thể cùng vị này của minh tiên thành tiền thành chủ phu nhân thương lượng một chút Ông Tình tỉnh thất cấm chế pháp trận còn mở ra, Lâm Thiên Dương chỉ có thể đầu nhập vào nhất trương truyền âm phù. Rất nhanh tỉnh thất cấm chế liền tiêu thất, đi theo đại môn tự hành mở ra, cái kia Âu Dương thư cầm trong miệng cái kia Phong Tình vạn chủng thành chủ phu nhân xuất hiện ở tại chính mình trước mặt. Lâm đạo hữu, ngươi không phải bế quan sao? Nghĩ như thế nào đến tìm ta? Ông Tình nhìn Lâm Thiên Dương có chút tò mò hỏi đứng lên. Tuy rằng chính là bình thường hỏi Khả bởi vì đã bị Âu Dương thư cầm lời nói ảnh hưởng, nhìn Ôn Tình kiều diễm môi đỏ mộng nhất trường hợp lại, thật đúng là tràn ngập phong tình hương vị, điều này làm cho Lâm Thiên Dương không khỏi nhớ tới Phong Tình phu nhân, cũng không biết nàng cùng những người khác nay rốt cuộc thế nào. Nhớ tới chính mình ái thê, Lâm Thiên Dương không khỏi cảm thấy một loại thật sâu tưởng niệm. Lâm đạo hữu, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta nói sai lầm rồi cái gì? Nhìn thấy Lâm Thiên Dương biểu tình có chút không thích hợp, ôn tình lập tức thu hồi trên mặt tươi cười, lo lắng hỏi đứng lên. Không có gì, chính là nghĩ tới một sự tình, đúng rồi, ta tìm ngươi có kiện chuyện trọng yếu với ngươi nói. Gặp lâm thiên dương vừa rồi dị thường đều không phải là đối chính mình có điều bất mãn, ôn tình cũng yên tâm, tuy rằng chính nàng nay là thanh nguyên cảnh tồn tại, khả đối mặt chỉ có chân tiên cảnh lâm thiên dương, thật sự cảm thấy có chút nói không nên lời kính sợ đến. Chuyện gì? Ông tình hỏi. Lâm Thiên Dương nói thẳng đạo, vừa rồi Âu Dương Thư cầm tới tìm ta, nói cho ta biết Vinh Lập Hạ chuyện tình đã muốn bại lộ chúng ta. Cái gì? Nàng biết chuyện này? Nàng vì cái gì tới tìm ngươi? Nghe nói như thế, liền ngay cả luôn luôn rất chú ý ôn tình, cũng nhịn không được kêu lên. Lâm Thiên Dương lắc lắc đầu đạo, ngươi đừng kích động, sự tình không có ngươi tưởng như vậy tao. Hơn nữa lấy hiện tại ngươi còn cần sợ hãi này sự tình sao? cho dù thật sự tìm tới cửa, ta cũng sẽ ra mặt đảm đương. Gặp Lâm Thiên Dương như thế trấn định lời nói, ôn tình trong lòng không khỏi có chút xúc động, nhìn Lâm Thiên Dương, ánh mắt mang theo một chút đau thương đạo, là ta thất thố, trước kia cùng Vinh Lập Hạ cùng nhau lâu như vậy, ở ta hình ảnh trung hắn thật sự quá cường đại, thậm chí xem nhẹ chính mình cũng đã muốn là thanh nguyên cảnh tu sĩ. Nói xong câu này, ôn tình lại lại nhìn thoáng qua Lâm Thiên Dương, trong lòng thầm thang, trước kia vinh lập hạ tuy rằng tu vi cao thâm nhưng trên thực tế nhưng mà một cái yếu đuối vô cùng nhân mà trước mắt lâm thiên dương tuy rằng thực lực không mạnh nhưng như vậy kiên cường vừa rồi hắn nói yếu ra mặt đảm đương khi chính mình thế nhưng có loại trực tiếp muốn dựa vào hắn cảm giác nếu là chính mình có thể sớm đi gặp được hắn nên thật tốt hoặc là đáng tiếc rất nhiều này nọ đều không có đã hối hận ăn bất quá nếu hiện tại đã muốn đi theo hắn cũng coi như chính mình vận khí Lâm Thiên Dương lúc này chú ý tới ôn tình nhìn chính mình ánh mắt tự hồ liền có chút bất đồng, tự hồ càng thêm phức tạp cùng thâm thúy. Bất quá Lâm Thiên Dương cũng là không có nghĩ nhiều, chỉ cần làm nàng là vì nghe được Vinh Lập hạ chuyện tình cho nên mới hội như vậy. Mà kế tiếp, Lâm Thiên Dương cũng đem phía trước chuyện tình chậm rãi nói cho ôn tình nghe. Theo Lâm Thiên Dương tự thuật, ôn tình tâm tình cũng dần dần bình phục xuống dưới, chờ Lâm Thiên Dương nói xong sau, ôn tình cười lạnh một tiếng đạo, khá lắm Âu Dương Thư Cầm, quả nhiên không đơn giản a, à. Ông Tình, ngươi xem ra cái gì sao? Lâm Thiên Dương biết, này nữ nhân cũng không đơn giản, nói không chừng thật sự còn có thể phát hiện một ít chính mình không có phát hiện gì đó. Ông Tình cười lạnh nói, nếu là ta không có đoán sai, chuyện này chỉ sợ Âu Dương Thư cầm sáng sớm liền phát hiện, mà sợ dĩ chờ ngươi đến đây 20 năm sau mới nói cho ngươi, phỏng chừng cũng là lợi dụng này 20 năm bố trí một ít thủ đoạn, bảo đảm ngươi có thể đáp ứng thế này mới tới tìm ngươi. Suy nghĩ của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, ta cũng cảm giác chuyện này, là nàng một tay bày ra, hơn nữa ta cũng đã muốn đáp ứng nàng, tuy rằng hội lãng phí một ít thời gian, khả năng còn có thể gặp phải một ít đáng ghét phiền toái, bất quá so với xong xuôi chuyện này sao có thể có được sung túc thời gian không chịu đã quấy rầy, vẫn là có lời. Lâm Thiên Dương nói, ông tình lại thở dài một tiếng đạo, Lâm Đạo Hữu A, Chuyện này ngươi tưởng chỉ sợ có chút rất đơn giản, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới nàng nói Âu Dương Khai khả năng sẽ là trở ngại chuyện này sao? Ta nghĩ, Âu Dương Thư cầm lần này chỉ sợ không chỉ có là muốn một cái thành chủ thân phận mà thôi, có lẽ muốn đem toàn bộ Âu Dương gia tộc cầm lại đến mới đúng. Nga Nghe lời ngươi khẩu khí, tự hồ ngươi có biết Âu Dương Thư cầm cùng Âu Dương gia tộc quan hệ? Lâm Thiên Dương kinh ngạc hỏi Ông tình gật gật đầu đạo, âu dương thư cầm trên thực tế là âu dương khai chất nữ phụ thân nguyên lai là âu dương gia tộc tộc trưởng bất quá cái kia thời điểm âu dương gia tộc xa không có nay như vậy cường đại dù sao cái kia thời điểm âu dương khai còn không phải thanh nguyên cảnh tu sĩ mà âu dương thư cầm phụ thân cũng bất quá hư linh cảnh đỉnh núi mà thôi ta ở âu dương gia tộc thời điểm cũng không có nghe nói qua âu dương thiến phụ thân chuyện tình hay là trong đó còn có bí ẩn lâm thiên dương hỏi cũng không tính cái gì bí ẩn âu dương thư cầm cùng âu dương thiến phụ thân năm đó bởi vì một cái bất ngờ ngã xuống rớt nếu là hắn không ngã xuống mà nói tin tưởng dùng không được bao lâu âu dương thư cầm sẽ tiếp nhận nàng phụ thân địa vị dù sao cái kia thời điểm âu dương thư cầm nhưng là âu dương gia tộc thiên chi kiêu nữ gia tộc tư chất xuất sắc nhất nhân chính là vạn năm thời gian liền theo chân tiên cảnh đạt tới hư linh cảnh thiên tài bất quá bởi vì nàng phụ thân ngã xuống âu dương khai trực tiếp cướp được gia tộc quyền lực mà hắn ở nắm giữ gia tộc quyền lực sau cảm giác được âu dương thư cầm là cái uy hiếp vì thế muốn dùng đám hỏi thủ pháp cùng lúc ấy cổ minh tiên thành một cái gia tộc thế lực liên thủ mà đám hỏi đối tượng chính là âu dương thư cầm âu dương thư cầm tu luyện là một loại không thể hư thân công pháp nàng biết sau tự nhiên không muốn đáp ứng vì thế liền phản ra âu dương gia tộc lâm thiên dương nghe đến đó cảm thấy có chút không rõ Hỏi, Ôn Tình, ngươi có thể xác định là như thế này sao? Nếu là Âu Dương thư cầm thật sự như vậy thiên tài, Âu Dương gia nhân cũng sẽ không đều là đần độn đi. Làm sao có thể nhìn như vậy thiên tài bị hủy điệu, chẳng lẽ không ai đi ra ngăn cản sao? Hơn nữa nay nàng muội muội Âu Dương Thiến tự hồ ở Âu Dương gia tộc địa vị còn không thấp, này có chút nói không thông a. À. Ngươi có điều không biết, Âu Dương Thiến tu vi đạt tới hư linh cảnh sau, nàng luôn lộ ra một cổ làm cho người ta muốn ngừng mà không được dụ hoặc Âu Dương Thiến ở hư linh cảnh thời điểm. Cũng làm cho người ta có loại cảm giác này, bất quá so với nàng tỷ tỷ đến, vẫn là kém rất nhiều, mà cũng là bởi vì như vậy. Cho nên mới bị yếu đám hỏi cái kia gia tộc tộc trưởng, chỉ tên điểm họ yêu cầu lấy nàng, mà khi đó Âu Dương gia tộc bởi vì tộc trưởng ngã xuống, ở bấp bên bên trong, đám hỏi thật là một cái tốt nhất thủ đoạn, tuy rằng loại này của thủ đoạn ở tiên giới không nhiều lắm gặp, nhưng đối với một ít gia tộc thế lực, này vẫn là hội thường xuyên nhìn thấy. Ông tình kể lại giải thích một phen. Thì ra là thế, bất quá Âu Dương gia tộc có thể vượt qua này cửa ải khó khăn, còn phát triển cho tới bây giờ như vậy bộ cũng không đơn giản, mà Âu Dương thư cầm rời đi gia tộc cư nhiên còn có thể đạt tới nay loại này thành tựu, cũng thực tại không đơn giản. Lâm Thiên Dương nghe nàng nói xong, cũng không cấm cảm thán đứng lên cái này yếu đa tạ âu dương thiến hy sinh nàng ở tỷ tỷ rời đi gia tộc sau chủ động ra mặt đáp ứng nguyện ý thay thế tỷ tỷ gả cho đối phương nếu không âu dương thiến ở âu dương gia tộc cũng sẽ không có nay như vậy địa vị dù sao cũng là bởi vì của nàng quan hệ thế này mới khiến cho âu dương gia tộc vượt qua tối nguy cấp thời khắc chờ âu dương khai tiếng giai thanh nguyên cảnh sau lại đem cái kia gia tộc toàn bộ nuốt lấy về phần cái kia gia tộc tộc trưởng tắt trực tiếp bị hắn diệt giết. Ông tình giải thích đạo. Nguyên lai like còn có như vậy chuyện xưa, bất quá việc này tình tự hồ có chút không đúng, ta đã thấy Âu Dương Thiến, nếu là ta không có nhìn lầm, nàng hẳn là vẫn là thân xử nữ mới đúng. Lâm Thiên Dương khó hiểu đạo. Lâm Đạo Hữu, ngươi không biết cũng đang thường, Âu Dương Thiến tu luyện công pháp cùng nàng tỷ tỷ giống nhau cũng không có thể hư thân, cho nên ở gã cho người kia phía trước liền cùng hắn đâu có, chờ nàng tu vi đạt tới trình độ nhất định sau tài năng thật sự làm vợ chồng làm lấy lòng nàng cái kia trượng phu âu dương thiến không tiếc hao phí chân nguyên tu luyện ra mấy cổ hóa thân đi ra thay thế của nàng chức trách hiện tại ngươi hẳn là minh bạch chưa ông tình cười nói nguyên lai là như vậy cái kia bị âu dương gia tộc gồm thâu gia tộc tộc trưởng thật đúng là đủ không hay ho chẳng những chỉ phải đến người khác muội muội mấy cổ phân thân cuối cùng chính mình tánh mạng cũng đã đánh mất ta nghĩ hắn bị Âu Dương Khai diệt sát, hơn phân nữa cũng là cái kia thời điểm Âu Dương Khai biết, Âu Dương Thư Cầm cũng đã muốn tiến giai thanh nguyên cảnh, hơn nữa tu vi so với hắn cao hơn nữa, cho nên cố ý bày ra một bộ năm đó chịu bách bộ dáng đi. Lâm Thiên Dương cười nói, người nói không sai, cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu, Âu Dương Khai dần dần rất ít để ý tới gia tộc sự vụ, một lòng tu luyện hy vọng có một ngày tu vi có thể siêu việt Âu Dương Thư Cầm, đáng tiếc chờ Âu Dương Thư cầm tiếng giai thanh nguyên cảnh trung vị thời điểm, hắn còn ngay cả thanh nguyên cảnh hạ vị trung kỳ còn không có đột phá, mà nay hắn tu vi vẫn tạp ở thanh nguyên cảnh hạ vị hậu kỳ, mà Âu Dương Thư cầm, chỉ sợ chỉ cần một cái cơ hội có thể tiến giai thanh nguyên cảnh thượng vị. Khi đó phỏng chừng Âu Dương khai ngay cả đuổi theo tâm tư cũng sẽ không lại có. Ông tình lời nói rõ ràng đối Âu Dương khai thực chướng mắt mắt. Đại khái hiểu biết sự tình trải qua, Lâm Thiên Dương cảm thấy này âu dương thư cầm càng ngày càng không đơn giản mà ông tình nhìn đến lâm thiên dương trầm tư bộ dáng đi theo cười nói lâm đạo hữu còn có một việc nói cho ngươi tuy rằng ta không có gì chứng cớ nhưng là ta có loại cảm giác có lẽ âu dương thư cầm năm đó rời đi âu dương gia tộc thời điểm cũng đã vì về sau trọng đoạt gia tộc bày ra quân cờ âu dương thiến nay cơ hồ nắm giữ gia tộc một nửa quyền lực hơn nửa nàng cũng tiến giai thanh nguyên cảnh nói không chừng chính là âu dương thư cầm chuẩn bị đoạt lại gia tộc chân chính cơ hội mà chúng ta chính là vừa lúc vượt qua làm cho nàng phát hiện một cái có thể là chuyện này tình trở nên càng thêm đơn giản thoải mái phương pháp mà thôi ngươi có thể nghĩ vậy cái xem ra ngươi cũng không so với âu dương thư cầm kém ngươi đi theo ta sẽ không cũng có cái gì khác mục đích đi lâm thiên dương nhìn như xem vui đùa hỏi đúng vậy ta xem trung tiềm lực của ngươi cho nên muốn yếu dính dính của ngươi quan nếu là có thể đem ngươi câu dẫn đến trên giường này dưỡng trả lời tổng có thể đi ông tình tự hồ đối lâm thiên dương vui đùa thức hoài nghi có chút bất mãn ông giận đáp lại đạo nhưng nói xong sau lại cảm thấy lời này quá mức ái muội làm cho vốn là quyến rũ khuôn mặt càng nhiều một phần mê người đỏ ửng làm cho người ta một loại nói không nên lời dụ hoặc lâm thiên dương trở lại cực tây nơi tối muốn tránh tránh cho sự tình chính là vinh lập hạ chết ở chính mình trong tay chuyện này, tuy rằng chân chính tạo thành này hết thảy là ôn tình, nhưng chính mình tiếp nhận ôn tình cũng liền không có gì khác nhau, nhưng hiện tại cũng không được không đi. trăm năm sau muốn đi của minh tiên thành giúp âu dương thiến lâm thiên dương đối với nay của minh tiên thành tình thế một chút cũng không rõ ràng, hắn không nghĩ mạo muội làm việc, mà chính mình đi trước tự hồ lại có chút không ổn, hàng vũ cùng ôn tình đi cũng không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui lâm thiên dương phát hiện chính mình bên người thật đúng là không có thích hợp nhân về phần hồng linh tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy khôi phục hơn rất nhiều nhưng lòng của nàng tư có vẻ đơn thuần lại không có hàng vũ cái loại này thực lực lâm thiên dương cũng không muốn cho nàng mạo hiểm ngay tại lâm thiên dương bất đắc dĩ thời điểm kim đồng theo ngủ say trung tô tỉnh lại mà hắn tu vi cũng lập tức tăng lên tới chân tiên cảnh thượng vị đây chính là lâm thiên dương đều thật không ngờ chuyện tình đối với hắn có thể như thế tốc độ tiến dai, Lâm Thiên Dương cũng cảm thấy có chút vui sướng, vì thế ở một phen trao đổi sau, đem hắn phái đi của Minh Tiên Thành tìm hiểu tin tức. Có này quân cờ sau, Lâm Thiên Dương tin tưởng, ít nhất chính mình sẽ không hai mắt một chút đen. Kế tiếp, Lâm Thiên Dương lại tiến nhập bế quan bên trong, chỉ còn chờ hồ chính tìm tới chính mình. Thời gian chợt lóe rồi biến mất, hôm nay đang lúc Lâm Thiên Dương tu luyện quy nguyên kinh cốt pháp thời điểm, bỗng nhiên một quả ngọc giản theo trữ vật giới trung bay đi ra. Lâm Thiên Dương lập tức thu hồi công pháp, theo sau ly khai chính mình động phủ. Năm năm sau, Lâm Thiên Dương cùng Hồ Chính cưỡi một con thuyền không lớn tàu cao tốc xuyên qua ở một mảnh bị sương mù dày đặc bao trùm đầm lầy trên không. Này phiến đầm lầy cực vì quỷ dị, chẳng những sương mù dày đặc tràn ngập kịch độc, đại thừa một chút dính giả tức tể, hơn nữa sương mù dày đặc còn có hạn chế thần thức tác dụng, lấy Lâm Thiên Dương tu vi, ở trong này cũng chỉ có thể quan sát đến 10 dặm hơn ngoại tình huống. Tàu cao tốc là hồ chính, này tàu cao tốc có được đặc thù pháp trận, đối với sương mù dày đặc không hề nhược chống cự năng lực, bất quá ở loại địa phương này, tàu cao tốc phi động tốc độ cũng là thật chậm. Bởi vì nơi này phương hướng không tốt phân rõ, ở tiến vào này phiến đầm lầy sau, hồ chính mượn ra một khối la bàn đến định vị, tàu cao tốc nhất chỉ cần đi theo la bàn chỉ về phía trước đi. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Lâm Thiên Dương ở cùng hồ chính xuất đến thời điểm, cố ý đem ôn tình cùng hàng vũ đều lộng tiếng kình thiên cung bên trong. Huyền không đảo thượng chỉ để lại tử minh cùng tử nguyệt quản lý, vạn nhất thật sự gặp được bất ngờ, có các nàng hai cái thanh nguyên cảnh tồn tại, cũng tốt xử lý. Trên thực tế tiến vào này đầm lầy đã muốn gần một năm thời gian, bởi vì động tốc rất chậm. Ở đầm lầy trung hành vào cũng bất quá mấy ngàn vạn dặm mà thôi tại đây đầm lầy bên trong, cũng có không ít mảnh thú tồn tại. Cũng may hai người cũng đều là chân tiên cảnh thượng vị tu sĩ. Bình thường mảnh thú cũng là không sợ, chính là này đó mảnh thú đều có được kịch độc, làm cho người ta thực tại cảm thấy có chút đáng ghét. Hôm nay đang lúc tàu cao tốc vững vàng phi độn thời điểm, hồ chính la bàn bỗng nhiên run run đứng lên, theo sau la bàn chỉ vào thế nhưng bay nhanh xoay tròn đứng lên. Nhìn thấy như vậy tình huống, Lâm Thiên Dương khẽ nhíu mày đạo hồ đạo hữu đây là cái gì hồi sự hồ đối diện loại tình huống này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc lập tức đối với la bàn liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết nhưng là vài đạo pháp quyết đánh vào la bàn phía trên la bàn chính là hào quang lóng lánh vài cái cũng không đình xoay tròn kim đồng hồ vẫn là không có chút biến hóa nhìn thấy như vậy cảnh tượng hồ chính sắc mặt cũng là biến đổi đạo trước kia tiến vào nơi này không có phát sinh quá loại tình huống này tại sao có thể như vậy lâm thiên dương biết hồ đúng là ở một cái bất ngờ tình huống hạ được đến này la bàn cùng với kia tòa thượng cổ động phủ vị trí nghe hắn theo như lời phía trước vào số lần đã muốn có năm sáu thứ hẳn là không có vấn đề mới đúng lâm thiên dương thả ra chính mình thần thức nhìn quét bốn phía hắn tuy rằng tu vi yếu so với hồ chính thấp nhưng trên thực tế tu luyện luyện thần quyết sau thần thức chi cường đã muốn không thua hồ chính vị này chân tiên cảnh thượng vị đỉnh núi tu sĩ thậm chí nếu là hắn tu vi đạt tới chân tiên cảnh thượng vị đỉnh núi thần thức chỉ sợ đã muốn có thể cùng hư linh cảnh tồn tại so sánh với bất quá cho dù như vậy lúc này lâm thiên dương thần thức nhìn quét bốn phía sau phát hiện trừ bỏ bốn phía sương mù dày đặc cùng đầm lầy trung mạo hiểm khí nước bùn căn bản không có phát hiện cái gì đặc biệt gì đó yếu tiếp tục đi phía trước sau hồ chính sắc mặt ác liệt hỏi lâm thiên dương nghĩ nghĩ đạo vừa rồi lộ trước tiên lui trở về nhìn xem. Hảo! Nghe xong Lâm Thiên Dương đề nghị hồ đứng trước khắc khống chế tàu cao tốc, hướng tới vừa rồi đường đi tới tuyến trở về đi, nhưng là phi động không ít thời gian, phát hiện la bàn kim đồng hồ còn tại không ngừng xoay tròn, thế nhưng chút không có yếu dừng lại xu thế, mà bay thuyền phi động khoảng cách đã muốn xa xa vượt qua tiến vào khi đi lộ trình. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hồ Chính nhìn la bàn, nhịn không được mắng một câu. Lâm Thiên Dương sắc mặt cũng có vẻ có chút ác liệt, nhíu mày nói, ta nghĩ chúng ta nhất định gặp được cái gì đặc biệt này nọ, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Lâm Thiên Dương nghĩ nghĩ, đối với cái trán một chút chỉ, khi khỏa mắt đỏ lại hiện lên mà ra. Ở mắt đỏ hồng quang lóng lánh dưới, Lâm Thiên Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lâm Đạo Hữu, ngươi xem đến cái gì? Nhìn thấy Lâm Thiên Dương sắc mặt đại biến, Hồ Chính khẩn trương kêu lên ta cũng không biết, đại. Quá lớn, mau tránh đứng lên. Nghe được Lâm Thiên Dương lời này, Hồ Chính cũng không có chút do dự, lập tức khống chế tàu cao tốc trực tiếp nhập vào đầm lầy trong vòng, theo sau vốn không có tiếng động. Nửa nén hương thời gian sau, bỗng nhiên toàn bộ đầm lầy chấn động lên, đục ngầu nước bùng nhất lên trăm trượng gợn sóng, sương mù dày đặc ở gợn sóng thổi quét dưới chung quanh tán loạn, làm nê lãng đi qua sau, chỉ thấy được một đầu coi như cự quy, nhưng cái đuôi thô dài, dài đổ câu to lớn mảnh thú theo phụ cận đi ngang qua. Khi mảnh thú hình thể to lớn, giống như to lớn núi cao, so với trước kia cưỡi huyền vũ tiên thuyền còn muốn đại ra gấp trăm lần, chính là rất xa thông qua khi phát ra khổng lồ áp lực, đã muốn làm cho Lâm Thiên Dương cùng hồ chính như vậy chân tiên cảnh thượng vị tu sĩ, đại khí cũng không dám xuyển một ngụm. Lúc này Lâm Thiên Dương căn bản không dám dụng thần thức đi đánh giá này theo mười mấy dặm ngoài thông qua cự thú, sợ chính mình thần thức tìm hiểu hội chọc giận kia cự thú chỉ sợ đối phương nhất há mồm có thể đem chính mình nuốt điệu Lâm Thiên Dương tin tưởng như vậy cũng bố tồn tại tuy rằng là mảnh thú khẳng định cũng là cái loại này đạt tới đại la cảnh cùng bậc đã ngoài mảnh thú chính là Lâm Thiên Dương cũng không biết tại đây phiến đầm lầy bên trong cư nhiên còn sinh tồn như vậy nhất chỉ có thể sợ hãi quái vật tin tưởng hồ chính hắn khẳng định cũng không biết kia khủng bố mảnh thú hoàn hảo đối lâm thiên dương cùng hồ chính không có để ý, chính là theo bọn họ phụ cận đi ngang qua, mà chờ kia mảnh thú đi xa sau, lâm thiên dương thế này mới thật dài thở vào nhẹ nhõm. Mà lại qua nửa lâu ngày thần sau, nguyên bản kim đồng hồ còn tại xoay tròn không ngừng la bàn, kim đồng hồ rốt cục ngừng lại. Cái kia tên đi rồi. Hồ Chính hít sâu một hơi hỏi Lâm Thiên Dương một câu. Lâm Thiên Dương gật gật đầu đạo, đi xa, nếu không của ngươi la bàn không có khả năng khôi phục kia này nọ là cái gì ngươi biết không hồ chính lắc đầu đạo ta tới nơi này vài lần cho tới bây giờ cũng không biết còn có người kia tồn tại chỉ sợ toàn bộ cực tây nơi cũng không biết nơi này còn tồn tại như vậy một cái này nọ mặc kệ nhiều như vậy chúng ta vẫn là tiếp tục ra đi lâm thiên dương đề nghị đạo hồ chính cũng gật gật đầu rốt cục lại khống chế tàu cao tốc tiếp tục dựa theo kim đồng hồ vạch phương hướng đi tới. Từ gặp được kia khủng bố mảnh thú sau, tàu cao tốc đi trước càng thêm cẩn thận, bất quá cũng may dọc theo đường đi không còn có phát sinh cái gì. Mấy nguyệt sau, tàu cao tốc bỗng nhiên xuyên qua sương mù dày đặc, trước mắt xuất hiện một mảnh xanh ung tươi tốt. Đây là một khối phạm vi vạn dặm hơn núi rừng, này phiến núi rừng bị đầm lầy cùng sương mù dày đặc vây quanh, nhìn qua có chút cô linh linh tuy rằng núi rừng nhìn qua không nhỏ nhưng tương đối cho cả tòa đầm lầy mà nói thật giống như đại trên biển một tòa tiểu đảo giống nhau không có la bàn chỉ minh phương hướng rất khó ở tiến vào đầm lầy sau tìm tới nơi này theo tàu cao tốc cao thấp đến lâm thiên dương phát hiện này chỗ núi rừng tiên linh khí cực vì nồng đậm tuy rằng so ra kém tuyết vân tông nhưng so với chi ô âm tiên thành đều phải tốt hơn một bậc hồ chính tu vi có thể nhanh như vậy tiến giai chân tiên cảnh thượng vị đỉnh núi chỉ sợ thật sự cùng tìm được này chỗ địa phương có rất đại quan hệ. Trừ bỏ tiên linh khí ở ngoài, Lâm Thiên Dương phát hiện, này địa phương đối thần thức áp chế so với ở đầm lầy sương mù dày đặc bên trong càng mạnh, lấy chính mình tu vi, thần thức tra xét cư nhiên bị áp súc đến 10 dặm trong vòng, loại tình huống này, quả thực so với mắt thường nhìn đến còn gần, cảnh này khiến Lâm Thiên Dương vẫn mở to mắt đỏ đến quan sát tình huống. Nơi này không có gì mảnh thú hoặc là tiên thú, mắt đỏ chuyển động vài cái sau, Lâm Thiên Dương đối Hồ Chính hỏi lên. Hồ Chính gật gật đầu đạo, không sai, nơi này quả thực không có mảnh thú linh tinh tồn tại, hơn nữa ngươi xem đến phía trước kia vài tòa sơn sao. Động phủ ngay tại sơn cốc bên trong, bất quá tới gần kia vài tòa phía sau núi, sẽ có cấm không cấm chế tồn tại, lấy của ta tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được tầng trời thấp phi độn, hơn nữa tốc độ kỳ chậm. Đây là thượng cổ động phủ lưu lại còn sót lại cấm chế, bất quá này cấm chế cư nhiên đến bây giờ còn có thể khởi đến tác dụng, Hồ đạo hữu, ta xem kia động phủ chỉ sợ không đơn giản a." À. Lâm Thiên Dương cảm thán nói. "Hồ đang theo đạo, không sai, nếu không chỉ dựa vào kia trong sơn cốc gieo trồng tiên thảo, tiên quả ta nhiều lắm chỉ biết đem đối phương trở thành hư linh cảnh tu sĩ. Nhưng bởi vì này chút cấm chế tồn tại, thế này mới tuyệt đối thực khả năng sẽ là thanh nguyên cảnh tu sĩ động phủ, thậm chí là cái loại này một lòng muốn tiến giai đại la cảnh thanh nguyên cảnh tu sĩ động phủ, nếu không phải hồ mổ thật sự không có cách nào dựa vào chính mình mở ra động phủ đại môn, cũng sẽ không tìm lâm đạo hữu, bất quá nếu hiện tại cùng đạo hữu khởi đến nơi đây, chỉ cần đạo hữu có thể thuận lợi đi vào, bên trong bảo vật tuyệt đối có thể cùng đạo hữu chia đều, đương nhiên. Đạo hữu cũng chớ quên, dẫn ta nhập tuyết vân tông A này không có vấn đề, Hồ đạo hữu nếu là được đến này động phủ di bảo, tin tưởng trở thành hư linh cảnh tu sĩ không thành vấn đề, hơn nữa của ta đề cử. Tiến vào Tuyết Vân Tông hẳn là vấn đề không lớn, về sau chúng ta chính là đồng môn. Cũng tốt cho nhau đến đỡ a. À? Lâm Thiên Dương miệng đầy đáp ứng đạo. Lâm Thiên Dương biết, chính mình cùng Hồ chính cố nhiên quan hệ không sai, nhưng Hồ chính có thể hào phóng cùng chính mình chia đều động phủ nội bảo vật chủ yếu vẫn là muốn gia nhập tuyết vân tông như vậy đại tông môn mà lâm thiên dương cũng nhìn ra được hồ chính thật tình vẫn là không sai làm cho hắn gia nhập tông môn cũng sẽ không đối tông môn tai hại vậy làm phiền lâm đạo hữu hồ chính lại được đến lâm thiên dương cho phép trên mặt cũng tràn ngập tươi cười hắn biết rõ có được một cái to lớn tông môn làm núi dựa vào so với hắn loại này vô căng tu sĩ đến tốt chỗ bao nhiêu lâm thiên dương cười ta tuy rằng đáp ứng đạo hữu, bất quá đạo hữu yếu thật sự gia nhập tông môn, chỉ sợ còn muốn chờ đợi rất dài một đoạn thời gian, ít nhất phải đợi lâm mổ hoàn thành tuần sát sứ nhiệm vụ trở về mới được. Này tự nhiên không có vấn đề, vạn năm thời gian mặc dù dài, nhưng hồ mổ tự nhiên có thể chờ đợi. Hồ Chính cười ha ha đạo. Ở tương đối thoải mái không khí dưới, Lâm Thiên Dương đi theo Hồ Chính hướng tới Sơn Cốc phương hướng phi độ mà đi, quả nhiên vừa mới tới gần Sơn Cốc, liền cảm giác được một cổ áp lực cực lớn đánh úp lại, theo sau hai người trực tiếp rơi xuống sườn núi phía trên. Rơi xuống mặt đất sau, Lâm Thiên Dương đạo, nơi này cấm không cấm chế quả nhiên không kém, chỉ sợ thật sự ít nhất thanh nguyên cảnh tồn tại, mới có thể làm không chịu ảnh hưởng. Đi bộ hướng tới sơn cốc đi đến, Lâm Thiên Dương chú ý này sơn thượng cỏ cây, phát hiện nơi này sinh trưởng cỏ cây, cơ hồ đều là nhất bình thường, tuy rằng tràn đầy, nhưng không có chỗ lợi gì, hơn nữa không riêng gì chính mình đi ngang qua ngọn núi này cái khác vài tòa sơn tựa hồ cũng là như thế theo sườn núi nhiễu vào núi cốc trong vòng lâm thiên dương nhìn thấy khe trung mở đi ra một khối linh điền linh điền trung nhưng thật ra quả thực gieo trồng không ít tiên thảo tiên quả nhưng tựa như hồ chính nói như vậy đều là một ít thích hợp chân tiên cảnh tu sĩ gì đó khi tòa thượng cổ động phủ đâu theo sơn cao thấp đến xuyên qua linh điền sau lâm thiên dương hỏi đứng lên ngay tại phía trước hồ đang nói lập tức lấy ra la bàn đối với la bàn đánh ra mấy đạo pháp quyết la bàn đi theo bắn ra một đạo hồng quang hồng quang bắn về phía tiền phương hư không nhất thời trong hư không một trận chớp lên trống rỗng ở một khối không thượng hiện ra một cái màu đen không gian thông đạo hư không chi môn kia động phủ dĩ nhiên là một chỗ tu di không gian trách không được ngươi muốn tìm ta đến xem ra ngươi là biết ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc a Lâm Thiên Dương nhìn kia thông đạo nói. Hồ Chính hắc hắc, cười cười, xem như cam chịu. Lâm Thiên Dương đối này cũng không có gì hảo so đo, bất quá đối với này hư không chi môn, Lâm Thiên Dương cũng không dám mạo muội đi vào, nhất há mồm phun ra một mặt tiểu kính đến. Nhìn thấy Lâm Thiên Dương phun ra tiểu kính, Hồ Chính biến sắc, kêu lên, cực phẩm tiên khí. Lâm Thiên Dương lạnh nhạt cười, không nói gì thêm, chính là đối với liệt không kính đánh ra một đạo pháp quyết, theo sau liệt không kính bắn ra một đạo ô quang đến, trực tiếp nhập vào kia hư không chi môn trung. Tại kia ô quang nhập vào hư không chi phía sau cửa, tiểu kính mặt ngoài một trận lưu quang tràn đầy màu, theo sau hiện ra một mảnh hôi môn môn cảnh tượng đến, theo bên trong y hi có thể nhìn đến có một chút kiến trúc. Lâm đạo hữu, thế nào? Nhìn hình ảnh, thật sự phát hiện không được cái gì, hồ chính lại hỏi đứng lên. Lâm Thiên Dương thở dài một tiếng đạo bên trong nhìn qua hẳn là không có gì. Bất quá có lẽ này hư không chi môn tồn tại lâu lắm của ta bảo vật đều không thể thấy rõ ràng. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm vào xem. Lâm Thiên Dương nói xong, theo sau đối với liệt không kính lại đánh ra mấy đạo pháp quyết. Liệt không kính đi theo phun ra một đạo thô to thất thải cục sáng đến. Này cục sáng so với phía trước ô quan yếu thô to rất nhiều. Ở cục sáng bắn vào hư không chi môn trung sau đối với hồ chính đạo theo cột sáng đi vào, nếu không ta cũng vô pháp cam đoan ngươi có thể hay không bị hư không xé rách. Nghe được Lâm Thiên Dương nói như vậy, hồ đứng trước khắc thật cẩn thận đi theo Lâm Thiên Dương phía sau, cùng nhau theo cột sáng rảo bước tiến lên hư không chi môn trung. Ở xuyên qua hư không chi môn thời điểm, Lâm Thiên Dương cảm giác được chính mình kình thiên cung có điều phản ứng, bất quá chính là hơi chút chấn giật mình, liền bình tĩnh trở lại, này mặt ngoài, này chỗ hư không là có thể cất chứa kình thiên cung như vậy bảo vật, này cũng làm cho Lâm Thiên Dương an tâm không ít. Hư không thực phức tạp, rất nhiều địa phương đều có giới diện hạn chế, tựa như lần trước toái không nơi, kình thiên cung căn bản không có khả năng bị mang đi vào. Lâm Thiên Dương cũng chỉ có thể đem này đặt ở chính mình động phủ bên trong, này có thể mang ở trên người, có hàng vũ đám người ở bên trong, Lâm Thiên Dương cũng càng thêm nắm chắc khí. Trước mắt là một mảnh hôn ám thế giới, có núi cao có lưu thủy thậm chí cũng có cỏ cây chính là trên bầu trời không có nhật nguyệt tinh tú không có một tia tiên linh lực đây là cái gì địa phương đây là ngươi theo như lời thượng của tu sĩ động phủ đối mặt trước mắt nhìn đến cảnh tượng lâm thiên dương hỏi đứng lên hồ chính nhìn thấy trước mắt cảnh tượng cũng kinh ngạc vạn phần lắc đầu đạo không có khả năng ta phải đến la bàn phá giải trong đó huyền bí thời điểm quả thực thuyết minh nơi này là một vị thượng cổ tu sĩ động phủ gặp hồ chính nói như vậy khẳng định lâm thiên dương cũng chỉ có thể tin tưởng hắn Đến thử phi độn đến không trung nhưng là mới nhảy lên ba trượng cao nhân liền mới hạ xuống muốn thả ra thần thức khả thần thức mới tìm hiểu trăm trượng sẽ thấy cũng vô pháp kéo dài càng làm cho lâm thiên dương kinh ngạc là chính mình thông thiên mắt thần thế nhưng nhìn đến xa xa thời điểm cũng sẽ có vẻ xa xa phi thường mơ hồ nơi này rất quỷ dị ta nghĩ chúng ta vẫn là trước ra ngoài nói sao lâm thiên dương đối mặt như vậy quỷ dị hoàn cảnh lâm thiên dương theo bản năng cảm thấy có chút không đúng hảo hồ chính cũng cảm thấy nơi này làm cho người ta cảm giác thực không thoải mái cũng không tái kiên trì mà khi lâm thiên dương lại thúc giục pháp quyết thời điểm bỗng nhiên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống dưới lâm thiên dương ngươi làm sao vậy nhìn thấy lâm thiên dương sắc mặt âm trầm lại không có gì hành động Hồ Chính cũng có chút lo lắng kêu lên. Nơi này có rất cường đại không gian lực cản, lấy ta đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, thế nhưng không có cách nào ra ngoài. Lâm Thiên Dương có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì? Nghe thế cái đáp án, tuy rằng Hồ Chính vừa rồi cũng đoán được một chút, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy trầm xuống. Nhìn thấy Hồ Chính sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi, Lâm Thiên Dương cũng không quản nhiều như vậy, lập tức nhất há mồm, kình thiên cung tùy theo theo trong miệng phun ra, đối với kình thiên cung ngay cả điểm số chỉ, theo sau lưỡng đạo mạng diệu thân ảnh trực tiếp theo bên trong bay vụt đi ra, đúng là hàng vũ cùng ôn tình. Lâm đạo hữu Gặp gỡ phiền toái Ôn tình nhìn đến lâm thiên dương, lại nhìn nhìn chung quanh, phát hiện đối phương cũng không có đã bị cái gì uy hiếp, có chút nghi hoặc hỏi đứng lên. Lâm thiên dương, các nàng là Nhìn thấy Lâm Thiên Dương thả ra hai người đến, hơn nữa hai người kia tu vi rõ ràng cao hơn rất nhiều hồ chính không đợi lâm thiên dương trả lời hỏi trước lên đây là của ta hai vị hộ vệ vốn lần này đi ra không nghĩ làm cho các nàng nhúng tay bất quá nay hãm tại chỗ này vì để ngừa vạn nhất vẫn là làm cho các nàng đi ra hảo lâm thiên dương giải thích đạo đối với lâm thiên dương giải thích hồ chính gật gật đầu hắn cũng biết luyện đan sư bên người bình thường sẽ có tu vi cao thâm nhân trở thành hộ vệ cũng không có nói cái gì nữa. Lâm Thiên Dương tắt đi theo đem phía trước chuyện đã xảy ra nói cho nhị nữ. Nhị nữ nghe xong sau, đồng dạng sắc mặt trở nên âm trầm xuống dưới, hàng vũ lại thả ra chính mình thần thức điều tra, khả rất nhanh nàng cũng có chút bất đắc dĩ đạo, Tuy nhiên ngay cả của ta thần thức đều bị hạn chế ở tại nghìn trượng trong vòng, xem ra nơi này thật đúng là thực quỷ dị. Nói xong sau, hàng vũ đi theo lại nếm thử bay lên trời, kết quả nàng ở tầng trời thấp bay một vòng sau, vẫn là mới hạ xuống, đạo, tự hồ có rất cường cấm không lực, này cấm không lực tự hồ đều không phải là cấm chế tạo thành, mà là thiên nhiên hình thành một loại pháp tắc lực, nếu không phải ta vốn chính là thiên phượng thân thể, chỉ sợ muốn phi hành cũng không có dễ dàng như vậy, nơi này quả thực không đơn giản a. À? Lâm Thiên Dương nghe xong. Đi theo hỏi, hàng tiên tử. Ngươi thử xem, lấy ngươi đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, có không rời đi nơi này. Hàng Vũ cũng không có trả lời, trực tiếp liên tục khát động pháp quyết, nhưng là rất nhanh nàng để lại bỏ quên. Đối với Lâm Thiên Dương lắc lắc đầu đạo, không có cách nào, nơi này không gian lực, tự hồ cũng là thiên nhiên hình thành, trừ phi ta tiến giai đến đại la cảnh, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu từng bước, nếu không cho dù ngươi đem liệt không kính cho ta, ta cũng vô pháp mang theo các ngươi rời đi nơi này. Nói như vậy, chúng ta xem như bị vây ở chỗ này lâm thiên dương cười khổ một tiếng đạo hàng vũ trực tiếp gật gật đầu đạo nếu là không có mặt khác nhất phiến hư không chi môn chỉ sợ là như vậy ta nghĩ nơi này nhất định có đường ra lúc này ông tình đột nhiên mở miệng đạo lời của nàng rõ ràng làm cho người ta mang đến hy vọng hồ đứng trước khắc hỏi tiền bối có thể khẳng định ông tình gật gật đầu đạo đương nhiên tuy rằng không có thập phần nắm chắc nhưng thất tám phần vẫn phải có các ngươi ngẫm lại các ngươi vào địa phương phụ cận có linh điền mà bên trong gieo trồng gì đó lại đều là thích hợp chân tiên cảnh tồn tại sử dụng đã có nhân ở bên ngoài gieo trồng linh điền thuyết minh bên ngoài nhân hẳn là có thể ra vào nơi này mà đối phương gieo trồng chính là chân tiên cảnh sử dụng vật thực hiển nhiên nguyên lai trú thủ tại chỗ này nhân hơn phân nửa chính là chân tiên cảnh nếu chân tiên cảnh nhân có thể xuất nhập nơi này khẳng định không có khả năng là xé rách không gian ra ngoài nói cách khác nơi này còn có nhất phiến hư không chi môn ra ngoài, nếu không liền giải thích không thông. Nghe xong ôn tình mà nói, vài người đều cảm thấy nàng nói rất đạo lý, trong lòng cũng một lần nữa dấy lên hy vọng. Hàng tiên tử, nếu không ngươi tận lực hướng chỗ cao phi, nhìn xem phụ cận tình huống, chúng ta lựa chọn một cái phương hướng, chung quanh đi xem. Lâm Thiên Dương đề nghị đạo. Hảo. Hàng vũ đáp lên tiếng, theo sau lập tức bay về phía không trung. Lâm Thiên Dương nhìn hàng vũ không ngừng tháp động pháp quyết, thúc giục cả người tiên linh lực hướng chỗ cao đi sao, nhưng đến trăm trượng sau, vẫn là đến cực hạn, không bao lâu sau, nàng cũng trở xuống mặt đất. Thế nào, ở không trung có cái gì phát hiện không có? Lâm Thiên Dương hỏi. Hàng vũ lắc lắc đầu đạo, không có gì chỗ đặc biệt, ít nhất trăm dặm trong vòng là như thế này. Khi đem phụ cận địa hình nói một chút, nhìn xem chúng ta hướng bên kia đi có vẻ thích hợp. Lâm Thiên Dương nói: "Hàng Vũ gật gật đầu, theo sau chỉ vào một cái phương hướng đạo, cái kia phương hướng địa thế bằng phẳng, giống như cái gì đều không có, này phương hướng phía trước có một cái con sông, nhưng không biết chảy về phía địa phương nào, này phương hướng có." Nghe xong Hàng Vũ miêu tả sau, Lâm Thiên Dương nghĩ nghĩ đạo, ta xem chúng ta vẫn là theo con sông đi có vẻ hảo, các ngươi nói đi." Ông Tình cũng đi theo gật đầu nói, "Con sông phụ cận tuy rằng có thể là nguy hiểm nhất, nhưng chúng ta đối này địa phương không hề hiểu biết, so với nguy hiểm, không biết mới càng thêm đáng sợ. Gặp ôn tình cũng đồng ý, mấy người cũng không có do dự, hướng tới phía trước hàng vũ chỗ con sông chỗ phương hướng đi trước. Đại khái đi rồi hơn 30 lý sau, kia con sông liền xuất hiện ở tại vài người trong mắt, con sông cũng không khoan, hà diện cũng liền 15 lục trượng mà thôi. Đứng ở bờ sông, Lâm Thiên Dương thả ra thần thức đảo qua thủy diện, phát hiện chỉnh điều con sông bên trong, trừ bỏ một ít bèo ở ngoài căn bản không có cái gì ngư tôn linh tinh thủy sinh vật điều này làm cho lâm thiên dương cảm thấy càng thêm không thoải mái theo con sông đi xuống dưới trừ bỏ bốn người tiến bước chân hết thảy đều là như vậy im lặng nhưng chỉ có loại này im lặng làm cho người ta cảm thấy càng thêm quỷ dị mỗi người tâm tình đều trở nên có chút trầm trọng nơi này không có nhật nguyệt tinh tú cũng không biết cụ thể đi rồi bao lâu bỗng nhiên xa xa có thanh âm truyền tới này thanh âm giống như có cái gì vậy tạp rơi xuống đất mặt bình thường bốn người nghe được thời điểm đều là cả kinh theo sau không hẹn mà cùng hướng tới kia thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại bốn người cho nhau nhìn nhau vài lần theo trong ánh mắt mọi người đều nhìn ra đối phương đối kia đột nhiên truyền đến thanh âm cảm thấy tò mò mau chân đến xem sao hồ chính đầu tiên hỏi đứng lên lâm thiên dương yên lặng gật gật đầu đạo nếu bên kia có tiếng vang truyền đến Hẳn là có chút cái gì, đi xem cũng tốt." Lâm Thiên Dương nói xong, những người khác cũng không có phản đối, theo sau đoàn người ly khai con sông bên cạnh, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Này không gian mặc dù có không ít cỏ cây, nhưng cỏ cây cũng không tính cao lớn, bình thường cây cối nhiều lắm cũng liền hai ba trượng cao, nhưng thật ra các loại dây không ít, trong đó rất nhiều đều phi thường cứng cỏi, thậm chí còn mang theo thứ. Không thể phi độn chỉ có thể theo mặt đất đi qua, bốn người không thể không làm kia vượt mọi trong gai chuyện tình. Cũng may tu vi yếu nhất Lâm Thiên Dương cũng có chân tiên cảnh thượng vị thực lực, mở một cái đường vẫn là thực nhẹ nhàng. Nửa nén hương thời gian sau, bốn người đi ra đến thanh âm phát ra đại khái địa phương, ở trong này, bốn người gặp được một cái tiểu thổ pha, mà ở tiểu thổ pha phía dưới phía dưới, có một khối vỡ vụn cự thạch. Đi đến vỡ vụn cự thạch bên cạnh, ôn tình nhặt lên một khối hòn đá, Đi theo dùng sức sờ, hòn đá lập tức vỡ vụn mở ra, nhưng Ôn Tình lại đi theo lại nhíu mày, đạo, này thạch đầu tuy rằng không tính thực cứng rắn, nhưng muốn đánh nát mà nói, phỏng chừng cũng muốn nguyên anh kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích mới được. Nói như vậy, này cự thạch vỡ vụn là vì ngoại lực tạo thành, xem ra này không gian nội quả nhiên còn có ta nhóm ở ngoài gì đó tồn tại, chính là không biết kia này nọ rốt cuộc là cái gì. Lâm Thiên Dương nói xong, ôm Tình cũng gật gật đầu bất quá nàng không có nói cái gì nữa, ngược lại quan sát kỳ tiểu thổ pha bốn phía trạng huống. Đáng tiếc nửa khắc chung sau, nàng vẫn là đối lâm thiên dương lắc lắc đầu, hiển nhiên đối này không thu hoạch được gì. Đêm này thạch đầu đánh nát, nhưng không có lưu lại một ti dấu vết, điều này làm cho lâm thiên dương bọn người cảm thấy có chút bất đắc dĩ, kế tiếp mấy người cũng chỉ có thể lại trở lại con sông bên cạnh, theo con sông tiếp tục đi xuống dưới. Kế tiếp, bốn người theo con sông đi tới liền không còn có phát hiện khác thường thường. Bốn người, Tam Thiên cũng bước đi ngàn dặm, này đối với tiên nhân mà nói, tốc độ chi chậm thật sự có chút làm cho người ta chịu không nổi, bất quá này cũng không có cách nào, bốn người đều chỉ có thể đi bộ, hơn nữa bờ sông lộ cũng không tốt đi. Nhưng lại có chú ý chung quanh có hay không dị thường, cũng chỉ có thể làm như vậy. Theo một cái điều đi qua, Lâm Thiên Dương đám người phát hiện, này con sông dần dần trở nên rộng lớn đứng lên, làm một tháng sau, này con sông hối vào một cái càng rộng lớn sông lớn. Theo trăm trưởng khoan sông lớn đi tới, vài người tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Không sai biệt lắm, lại tiến lên có nửa tháng thời gian, mọi người phát hiện, con sông cư nhiên hội tụ đến một chỗ hồ nước bên trong. kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn trước mắt hồ nước, vài người đều nhìn phía Lâm Thiên Dương. Dọc theo hồ nước, hướng địa phương khác đi xem đi. Lâm Thiên Dương chỉ có thể nói như vậy đạo, đi tới nơi này. Tổng không thể quay về lối. Cứ như vậy, vài người tiếp tục đi phía trước, đi trước, không sai biệt lắm lại đi rồi lại hơn 10 ngày sau, hàng vũ bỗng nhiên mở miệng đạo, Lâm Đạo Hữu, người có hay không cảm giác được, này chỗ địa phương vài loại pháp tắc hạn chế lực, tự hồ nhỏ đi một chút. Lâm Thiên Dương cũng không có để ý, cùng nghe xong hàng vũ mà nói, lập tức nếm thử thả ra thần thức phát hiện thần thức quả nhiên so với phía trước tham minh khoảng cách xa hơn, hơn nữa cũng có thể hơi chút phù không một đoạn thời gian. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên Dương tò mò hỏi. Hàng Vũ cũng lắc lắc đầu đạo, ta cũng không biết, ta là vừa rồi dụng thần thức điều tra tiền phương thời điểm phát hiện. Nói không chừng chúng ta có thể tìm được đường ra. Nghe nàng nói như vậy, Hồ Đăng Đông ít có chút chờ đợi. Lâm Thiên Dương cũng cảm thấy nếu nơi này có biến hóa, hơn nữa hướng tới tốt phương hướng biến hóa nói không chừng thật sự có thể rời đi này địa phương quỷ quái vì thế lại nhanh hơn tốc độ đi phía trước vào bất quá vài ngày sau bọn họ phát hiện pháp tắc lực tự hồ có tăng mạnh vì thế lại lui về nguyên lai địa phương một lần nữa lựa chọn một cái phương hướng tiếp tục đi tới cứ như vậy kế tiếp vài người không ngừng bắt đầu sờ soạn chỉ cần đi tới một đoạn thời gian phát hiện pháp tắc lực lại tăng mạnh lập tức sẽ lựa chọn tân phương hướng rốt cục theo không ngừng đi tới, phát tác lực không ngừng yếu bớt, bốn người đều có thể tầng trời thấp phi độn, này so với phía trước chỉ có thể đi bộ mạnh hơn thượng hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm lại qua một tháng sau, bỗng nhiên vài người phát hiện, thiên không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một vòng kiêu dương, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng xác thực quả thật thực là thái dương. Ta đi lên nhìn xem. Hàng Vũ nói một tiếng, theo sau hướng tới không trung phi độn mà đi, bởi vì pháp tắc lực yếu bớt duyên cớ, nàng lập tức liền bay đến mấy trăm trượng trời cao bên trong, bất quá ở hướng lên trên, tự hồ đã bị mổ cái lực cản, trong lúc nhất thời không thể tái tiếp tục. Làm nàng trở lại mặt đất thời điểm, trên mặt lại bao nhiêu có chút hưng phấn đạo, ta hiểu rồi, chúng ta phía trước hẳn là luôn luôn tại mổ cái địa hạ thế giới giữa, phía trên hẳn là chính là một cái xuất khẩu, chỉ cần chúng ta có thể ra ngoài, hẳn là là có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này pháp tắc lực hạn chế. Nghe được hàng vũ lời này, Lâm Thiên Dương trong lòng cũng là chấn động. Hồ Chính đã có chút chua sót đạo, hàng tiền bối, ngài là thanh nguyên cảnh tồn tại, bay lên đi tựa hồ đều thực cố hết sức, ta cùng Lâm Đạo Hữu cũng không quá chân tiên cảnh tu vi, có thể thượng đi sao? Hàng vũ ánh mắt đảo qua Lâm Thiên Dương cùng Hồ Chính, đi theo đạo, các ngươi khẳng định không được, cho dù là ôn tình phỏng chừng cũng làm không đến, mà ta chỉ sợ chỉ có dùng chân thân mới có cơ hội lao ra đi, bất quá các ngươi có thể tiến vào kình thiên cung bên trong, như vậy ta là có thể mang bọn ngươi lên rồi. Hàng Vũ nói thật là một cái biện pháp, Lâm Thiên Dương cũng lập tức gật gật đầu, theo sau trực tiếp tế ra kình thiên cung, đi theo đem kình thiên cung cuộn tranh giao cho Hàng Vũ, chính mình tắt dẫn đầu trốn vào kình thiên cung bên trong. Ông tình cùng hồ chính nhìn thấy Lâm Thiên Dương đều đi vào, cũng không có do dự, đi theo Lâm Thiên Dương tiến nhập bên trong. Hàng vũ theo sau đem kình thiên cung cuộn tranh vừa thu lại, một ngụm nuốt vào ngọc khẩu bên trong, theo sau bắt đầu khát động phát quyết, đi theo cả người tản mát ra một cổ nhu hòa màu lam hào quang, ở hào quang bên trong, hàng vũ thân hình nháy mắt trướng đại, biến thành nhất chỉ cần trăm trượng to lớn màu lam nhạc phượng hoàng. Này màu lam nhạc phượng hoàng, lộ ra một cổ kinh người hàng khí, chính là vừa mới hiện hình, bốn phía mặt đất đều xuất hiện một tầng hàng xương, mà phượng hoàng tuy rằng to lớn lại phá lệ xinh đẹp, mỗi một căn linh vũ đều như vậy trong suốt trong sáng, thật giống như tốt nhất công tượng kim điêu tế mài đi ra bình thường. Hàng vũ vỗ nổi lên cánh, coi như rời cung chi tên bình thường bay thẳng đến thiên không bên trong bay đi. Theo nàng càng bay càng cao, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cổ cường đại hấp lực hình thành trận gió, tự hồ muốn ngăn cản hết thảy yếu từ nơi này đào tẩu nhân. Đối mặt này cường đại trở ngại, hàng vũ phát ra một tiếng phượng minh, một cổ khủng bố băng hàng khí theo trên người nàng bùng nổ mà ra, một trận pháp tắc dao động truyền khai sau, trên đỉnh đầu phương không gian thế nhưng bị trực tiếp bị đông lạnh ở, chỉ tại trung gian địa phương, để lại một cái cận cung hàng vũ có thể thông qua thông đạo. Hàng vũ lập tức theo này trong thông đạo xuyên qua mà qua, làm một đạo màu lam hào quang phóng lên cao thời điểm, phía dưới bị đông lạnh trụ không gian cũng đã muốn bắt đầu vỡ vụn, rất nhanh liền khôi phục thành nguyên dạng đỉnh đầu kiêu dương như vậy rõ ràng có thể cảm nhận được này bỏ ra ánh mặt trời trung mang theo ấm áp bốn phía tiên linh khí tuy rằng loãng có cũng được mà không có cũng không sao nhưng cũng làm cho bốn người cảm thấy vô cùng thân thiết cảm thụ được này của cực vì loãng tiên linh khí tái nhìn phía trên bầu trời kiêu dương lâm thiên dương bỗng nhiên có loại đi vào một cái khác tiên vực cảm giác lâm thiên dương cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này hồi đầu nhìn phía phía trước hàng vũ lao ra địa phương đây là một tòa vực sâu, một tòa dùng mắt thường nhìn lại, một mảnh mơ hồ vực sâu, lộ ra âm trầm cùng khủng bố. Tuy rằng nay khoảng cách vực sâu cửa vào rất gần, nhưng Lâm Thiên Dương đã muốn phát hiện, bốn phía tồn tại một ít tiểu động vật, xa xa một cái sông nhỏ bên trong cũng có con cá ở du lịch, tuy rằng đều rất yếu tiểu, yêu thú đều không tính là, nhưng quả thực xác thực đều là sinh linh. Bốn phía còn có một tầng hôi mông mông đám sương, có lẽ là đã bị pháp tắc lực hạn chế, thần thức còn không thể đạt tới cực xa địa phương, bất quá càng là rời đi vực sâu, vài người liền cảm thấy chịu pháp tác lực ảnh hưởng càng nhỏ. Lúc này vài người đã muốn đều có thể giống dĩ vãng giống nhau phi độn, tuy rằng độn tốc bất khoái, nhưng là làm cho bốn người cảm thấy có loại an ủi. Phi độn ước chừng trăm vạn dặm, Lâm Thiên Dương bỗng nhiên phát hiện tiền phương xuất hiện một tầng quần sáng, này quần sáng rõ ràng là bị người bày ra phát trận. Hàng vũ ánh mắt đảo qua quần sáng, đi theo nói, đây là ngăn cản ra vào vòng bảo hộ, nghĩ đến hẳn là có nhân phòng ngừa đi vào cái kia vực sâu cố ý bày ra. Hẳn là như vậy, chúng ta vẫn là không cần xúc động này cùng sáng hảo, ta thử xem có thể hay không vận dụng không gian lực mang mọi người trực tiếp đi qua. Lâm Thiên Dương nói xong, lại tế ra liệt không kính. Ô quan chợt lóe sau, trước mặt xuất hiện một cái không gian cái khe. Có thể. Lâm Thiên Dương nhìn thấy không gian cái khe xuất hiện trên mặt hiện ra một trận kinh hỉ. Theo trong hư không, trực tiếp xuyên qua mà qua, bọn bốn người theo trong hư không đi ra thời điểm, đã muốn đến quần sáng ở ngoài, mà ở quần sáng ngoại, Lâm Thiên Dương cảm giác được, bốn phía tiên linh lực tự hồ có nồng đậm một ít, bất quá cũng chỉ là hơi chút nhiều một ít mà thôi. Vẫn như củ cực vì loãng. Thậm chí so với Long băng nguyên cái loại này hoang vắng nơi còn muốn rất xa không bằng. Cảm thụ được nơi này loãng tiên linh khí, Lâm Thiên Dương trong lòng không khỏi hoài nghi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Đến nơi này sau, pháp tắc lực hạn chế đã muốn hoàn toàn tiêu thất, Lâm Thiên Dương đám người trực tiếp lựa chọn một cái phương hướng phi độn mà đi. Dọc theo đường đi trải qua địa phương, không phải rừng rậm chính là hoang mạc. Trong đó sinh tồn, phần lớn đều là một ít đê dai mảnh thú, thậm chí ngay cả đại thừa kỳ cùng bậc tồn tại đều không có. Bất quá ở phi độn không sai biệt lắm có ngàn vạn lý sau, bỗng nhiên có điều phát hiện, đi theo bốn người cải biến phương hướng phi độn mà đi. Trước mắt là một mảnh bình, ở bình phía trên. Mấy vạn danh thân hai loại bất đồng nhan sắc giáp trụ binh lính, chính cầm các loại vũ khí cho nhau chém giết. Binh lính mặc giáp trụ cũng không phàm là vật, mà là một loại linh cụ, bởi vì lắp linh thạch bất đồng, kích phát sau hội lóe ra ra bất đồng nhan sắc quan mang. Mà bọn họ cho nhau đánh nhau bên trong thi triển cũng có thể là một ít luyện thể sĩ thường dùng võ kỹ trận này chém giết thập phần thảm thiết, dằn có ước chừng có gần hai cái canh giờ. Thế này mới lấy nhất phương thắng thảm xong việc, mà kia nhất phương sở dĩ cuối cùng thắng lợi, còn lại là có một gã tu sĩ, thi triển một cái thuật, triệu hồi ra mấy to lớn thạch ngẫu, thế này mới xoay chuyển kết thúc mặt. Đối với trường hợp như vậy, bốn người cũng không cấm hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên tình huống nơi này có chút vượt qua tưởng tượng, giờ phút này liền ngay cả hồ chính hắn cũng không xác định, nơi này có phải hay không thật sự là một chỗ cùng loại cho bắt hàng tiên vực vực giới. Thu binh sau, thắng lợi nhất phương bắt đầu thu thập tàn cục, theo sau lập tức rời khỏi chiến trường, về tới khoảng cách chiến trường hơn 10 dặm ngoại doanh trại bên trong. Lâm Thiên Dương đám người tắt nhắm ngay cái kia cuối cùng triệu hồi ra thạch ngẫu nhân, khi hắn lẻ loi một mình trở lại chính mình ở lại lều trại trong vòng thời điểm, Lâm Thiên Dương đám người chợt lóe cũng đến lều trại bên trong. Như vậy tu sĩ nhìn thấy đột nhiên có bốn người xuất hiện, cũng là cả kinh, bất quá không đợi hắn có điều phản ứng, Lâm Thiên Dương liền trực tiếp đối hắn một chút chỉ, đem hắn cả người đều giam cầm ở, mà hồ 9 giờ phút này cũng đối với bốn phía ngay cả điểm vài cái, khiến cho này lều trại thành một cái phong bế không gian. Lâm Thiên Dương đi theo ngón tay tái đối với người nọ một chút, người nọ lập tức cảm thấy cả người buông lỏng, nhưng đi theo nhìn về phía bốn người sắc mặt lại tràn ngập sợ hãi. Này nhân tu vi bất quá kim đang hậu kỳ mà thôi, đối mặt bốn gã chân tiên, trên lệch tựa như thiên cùng địa bình thường, nếu không phải bởi vì hắn là dọc theo đường đi gặp được cái thứ nhất tu sĩ, cũng sẽ không tìm như vậy một cái nhóc con. Ta hỏi ngươi, đây là cái gì địa phương? Lâm Thiên Dương nhìn hoảng sợ trung tiểu tu sĩ, mở miệng hỏi đạo. Người nọ tự hồ nghe không hiểu Lâm Thiên Dương nói cái gì, ở sợ hãi bên trong, ánh mắt còn lộ ra một ít mờ mịt. Đối với như vậy tình hình, Lâm Thiên Dương cũng có đoán liêu, đi theo trước sau thay đổi mười mấy loại ngôn ngữ, làm đổi đến trong đó cổ ngữ thời điểm, hắn rốt cục nghe hiểu được. Nhìn thấy hắn có thể nghe hiểu, Lâm Thiên Dương thản nhiên nói, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu là đáng đánh, hôm nay nói không chừng chính là của ngươi một hồi cơ duyên, nếu không ngươi hẳn là biết kết cục. Đối với Lâm Thiên Dương này lời nói, như vậy tu sĩ lập tức gật đầu đáp ứng rồi, nay tình thế so với nhân cường hắn cũng không thể không đáp ứng nơi này là địa phương nào lâm thiên dương lại dùng cổ ngữ hỏi một lần phong quốc nam diện hoàng thổ nguyên tu sĩ lập tức nói nghe hắn lúc này đáp lâm thiên dương hiển nhiên sẽ không vừa lòng dù sao cái gì cái gọi là phong quốc căn bản không có nghe nói qua bất quá đối phương tu vi không cao nghĩ đến biết phỏng chừng cũng không nhiều nghĩ nghĩ hỏi trả lời tái lớn một chút Ngươi có biết nơi này là cái gì vực giới sao? Vực giới. Đối với này tên, tu sĩ lúc này lộ ra nghi hoặc, nhưng tùy theo hắn tự hồ đại khái hiểu được này vài cái tu vi khủng bố tồn tại rốt cuộc muốn biết cái gì, vì thế đạo, nơi này là Ma Uyên Đại Lục, phong quốc ở Ma Uyên Đại Lục Trung Bắc Bộ, tái hướng năm ngàn vạn lý chính là Ma Uyên. Ma Uyên. Nghe thế cái tên, bốn người lập tức nghĩ tới đi ra địa phương, nơi đó tuy rằng không có một tia ma khí, nhưng không biết người gọi chi vì Ma Uyên cũng là hợp tình hợp lý. Người đối Ma Uyên biết bao nhiêu? Lâm Thiên Dương lại hỏi. Này, này vãn bối biết rất ít, chỉ biết là Ma Uyên địa vực quỷ dị vạn phần, giống ta như vậy tu sĩ, chính là tới gần sẽ pháp lực bị giam cầm trụ, trở nên cùng người bình thường không có gì khác nhau, về phần Ma Uyên phía dưới, phỏng chừng cũng không có nhân biết. Dù sao cho dù trong truyền thuyết tiên nhân cũng không dám tiến vào nơi đó, hơn nữa tiên nhân cũng thi triển tiên pháp che lại ma uyên, người bình thường cũng không khả năng đi vào. Ngay này tu sĩ nói những lời này, Lâm Thiên Dương đám người đại khái cũng có thể hiểu được, đối phương quả thực biết hữu hạn. Này địa phương có tiên nhân, ngươi nếu biết tiên nhân tồn tại, cũng biết địa phương nào có thể tìm được bọn họ. Lâm Thiên Dương lại hỏi. Nghe được Lâm Thiên Dương nói như vậy, tu sĩ lại là sửng sốt, đi theo đạo, tiên nhân chủ yếu sinh hoạt tại tiên đảo phía trên chúng ta chỉ biết là có tiên đảo tồn tại, căn bản không biết ở nơi nào. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Thiên Dương đoán, này địa phương tiên nhân có lẽ tương đối thần bí, nghĩ nghĩ hỏi, người cũng biết phụ cận còn có này hắn tu sĩ. Hoàng Long Sơn, ở phong quốc Đông Bắc, toàn bộ Hoàng Long Sơn mấy vạn lý trong phạm vi, miễu không người yên, nhưng là toàn bộ phong quốc phàm nhân cảm nhận trung thánh địa, bởi vì nghe đồn kia Hoàng Long Sơn là tiên nhân đạo tràng, thường xuyên có nghe đồn nói có người ở Hoàng Long Sơn phụ cận nhìn đến có tiên nhân phi độn. Lúc này Hoàng Long Sơn cái gọi là tiên nhân đàn tràng, lúc này hơn ngàn danh tu sĩ như Lâm Đại Địch, đem đột nhiên xuất hiện lượng nam hai nàng vây quanh ở Trung gian. Bốn vị rốt cuộc là loại người nào, vì sao thiện sấm ta Hoàng Long phái? Một gã bụi phát lão giả tâm tức bốn người, ở hắn phía sau, còn có này hắn tám người khẩn trương nhìn chầm chầm bốn người bốn người này đúng là theo như vậy kim đang tu sĩ trong miệng biết được này hắn người tu tiên rơi xuống lâm thiên dương bốn người ở được đến tin tức sau bốn người liền lập tức chạy tới này hoàng long sơn chính là thật không ngờ vừa mới gặp được một gã cái gọi là hoàng long phái đệ tử tên kia đệ tử tu vi không cao chính là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ khả ở nhìn thấy ôn tình cùng hàng vũ sau thế nhưng đối hai nàng nói kinh bạc một gã nguyên anh tu sĩ Cư nhiên đối hai gã thanh nguyên cảnh tồn tại như thế vô lễ, quả thực liền cùng muốn chết không có khác nhau. Nghĩ đến người nọ ở hai nàng trước mặt khoe ra hắn hoàng long phái trưởng lão con thân phận, theo sau ngôn ngữ trở nên càng ngày càng khó nghe, ôm tình hoàn hảo, hàng vũ rốt cục nhịn không được, tùy tay liền đem người nọ cấp diệt giết. Người nọ bị giết sát sau, hoàng long phái thật đúng là lập tức phái người đi ra ngoài tìm tìm, kết quả chọc được hàng vũ liên trảm hơn 10 người, theo sau trực tiếp giết tới Hoàng Long Phái. Đối mặt Hoàng Long Phái hộ sơn đại trận, hàng vũ chính là tùy tay một chút chỉ, khi đại trận liền lập tức bôn hội, này rốt cục khiến cho Hoàng Long Phái cái gọi là chính vị thái thượng trưởng lão đều xuất hiện, chính là này chính vị thái thượng trưởng lão cũng bất quá là đại thừa kỳ tồn tại. Đừng nói hàng vũ, cho dù đối mặt Lâm Thiên Dương cùng hồ chính đều không có chút hoàng thủ lực. Giờ phút này tên kia lão giả hỏi sao? Hàng Vũ chính là lạnh lùng trành hắn liếc mắt một cái, nhất thời người này bụi phát lão giả liền cảm thấy cả người giống như bị đông lạnh ở bình thường, lắp bắp cả kinh kêu lên, mấy vị. Mấy vị là chân tiên tồn tại. Này bụi phát lão giả dù sao cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, giờ phút này nơi đó còn không biết này bốn người lợi hại, mà hắn lại không rõ, này bốn vị chân tiên vì sao phải tấn công sơn môn. Đối với này nhất giới, Lâm Thiên Dương hiểu biết hữu hạn, phía trước hàng vũ giải quyết một ít đê giai tu sĩ cũng coi như. Nếu là đem toàn bộ tông môn tiêu diệt, cũng không biết có thể hay không đưa tới cái gì lợi hại nhân vật, đến lúc đó liền phiền toái, nghĩ nghĩ, Lâm Thiên Dương mở miệng đạo, người cuối cùng hiểu được, vốn chúng ta chỉ là có chút sự tình tìm các ngươi hỏi một chút, kết quả các ngươi chính mình muốn chết. Nếu không phải chúng ta tâm tình cũng không tệ lắm, chỉ sợ hiện tại cũng không có nói chuyện với ngươi phân. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nghe được Lâm Thiên Dương lời này, bụi phát lão giả hướng tới phía sau này hợp thể kỳ các trưởng lão chất vấn đứng lên. Một gã trưởng lão rốt cục nhìn đến vị này thái thượng trưởng lão ánh mắt, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm nói vài câu. Bụi phát lão giả nghe được sau, sắc mặt lại trở nên có chút âm trầm, đối với mặt khác một gã hợp thể kỳ tu sĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Theo sau đối bốn người ôm quyền đạo, phía trước việc, tin tưởng chính là một cái hiểu lầm, đều là ta tông môn quản giáo không nghiêm, còn thỉnh bốn vị tiền bối thứ lỗi đối mặt cường đại nhiều tồn tại bụi phát lão giả cũng không dám có chút bất kính lâm thiên dương gặp lão giả chịu thua không không có yếu truy cứu ý tứ thản nhiên nói chúng ta không có hứng thú xử lý các ngươi chính là cũng muốn hỏi chút sự tình nơi này ngươi tu vi tối cao theo chúng ta đến đây đi nghe được lâm thiên dương nói như vậy bụi phát lão giả cũng không dám có chút ý sợ hãi hắn nhưng là rất rõ ràng chân tiên cùng đại thừa kỳ tu sĩ trong lúc đó chênh lệch, mà này bốn người, vừa rồi như vậy nữ tử như vậy thoải mái phá hộ sơn đại trận, chỉ sợ còn không phải bình thường chân tiên, hắn càng thêm không dám vô lễ, chính là bị nhân điểm danh muốn hỏi nói, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi, nhưng trong lòng cũng đã đem cái kia hợp thể kỳ trưởng lão mắng cái chết khiếp, chính hắn sủng. Địch nhi tử, kết quả lại cấp tông môn mang đến đại nạn, nói không chừng chính mình đều có ngã xuống nguy hiểm, trở về sau, nhất định phải hảo hảo sửa trị mới được. Mang theo bụi phát lão giả đến phụ cận đỉnh núi, Lâm Thiên Dương theo sau Dương lên, lập tức một đạo màn hào quang đem bốn người đều bao phủ ở bên trong. Bụi phát lão giả nhìn đến đối phương chiêu thức ấy, theo bản năng thả ra thần thức điều tra khởi này màn hào quang đến, thả thần thức vừa mới tiếp xúc màn hào quang, nhất thời cảm thấy chính mình thần thức bị này màn hào quang hấp thu bình thường, sợ tới mức hắn lập tức thu hồi thần thức trong lòng đôi mắt tiền bốn người cũng càng thêm kính sợ hắn trước kia không phải không có gặp qua chân tiên khả thực lực có thể đạt tới trước mắt người này chỉ sợ thật đúng là không có ngươi có biết tiên đảo ở địa phương nào sao lâm thiên dương trực tiếp hỏi các ngươi không biết tiên đảo ở nơi nào vừa nghe đối phương hỏi tiên đảo ở địa phương nào bụi phát lão giả nhất thời sững sờ nên biết ngay tại Lâm Thiên Dương hỏi phía trước hắn còn làm bốn người là từ tiên đảo đến tiên nhân. Lâm Thiên Dương thấy hắn kinh ngạc biểu tình, cũng đoán ra đối phương khẳng định là đem chính mình trở thành tiên đảo tiên nhân. Đây là chúng ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta nhóm, tiên đảo chỗ, ngươi biết không? Lâm Thiên Dương lại hỏi. Lần này hỏi mang đến một ít áp lực, này nhất thời làm cho bụi phát lão giả cảm thấy tâm trầm xuống, hô hấp đều trở nên có chút cố hết sức. Này! Này vãn bối cũng không biết. Bụi phát lão giả bắt cho áp lực đáp. Ngươi cũng không biết, của ngươi tu vi không kém, đã muốn xem như đại thừa kỳ đỉnh núi. Hồ đang có chút không tin đạo. Bụi phát lão giả nghe nói như thế, sắc mặt có chút khó coi đáp, các vị tiền bối có điều không biết, tiên đảo đối với ta chờ mà nói, đều là cực vì thần bí tồn tại, tuy rằng vãn bối gặp qua không ít tiên nhân, nhưng tiên đảo cụ thể ở địa phương nào lại cũng không biết. Lâm Thiên Dương nhìn chầm chầm bụi phát lão giả, nhìn hắn ánh mắt không có chút trốn tránh, cảm thấy hắn lời này bao nhiêu vẫn là có thể tin, nghĩ nghĩ hỏi, như vậy, ngươi có biết phụ cận làm sao có chân tiên tồn tại sao? Còn sống thế nào tìm được biết tiên đảo vị trí nhân? Này! Nghe được Lâm Thiên Dương vấn đề này, bụi phát lão giả lập tức do dự lên. Ngươi không nói cũng không có vấn đề gì, sư hồn đến càng thêm đơn giản. Hồ Chính bỗng nhiên có chút hung tợn đạo. Hồ Bản Chính đến liền vẽ mặt thịt béo, nếu là bày ra một bộ hung tướng vẫn là có chút dọa người, bị hắn như vậy vừa quát, nguyên bản còn có chút do dự bụi phát lão giả, lập tức kinh hoảng đạo, tiền bối bớt giận, phản bối chính là ngẫm lại. Bụi phát lão giả xin khoan dung bàn kêu sau, thở hỗn hển khẩu khí sau, thế này mới nói, cái khác chân tiên ta không phải rất rõ ràng, bất quá ở chúng ta ma uyên đại lục tối phương Bắc Lâm Hải địa phương có tòa hải nhai sơn, ở nơi nào hàng năm sẽ có hai gã chân tiên tồn tại, bọn họ là tiên đảo phái tới chúng ta ma uyên đại lục, phụ trách duy hộ đại lục yên ổn, cùng với tìm kiếm một ít có tư chất nhân tài, mà giống ta nếu là có thể tái tiến thêm một bước, cũng sẽ bị bọn họ dẫn vào tiên đảo đi. Thì ra là thế, xem ra tiên đảo tiên nhân là đêm này nhất giới hoàn toàn trưởng khống. Lâm Thiên Dương đối với ôn tình đám người đạo. Ân, loại này trưởng khống phương pháp, nhưng thật ra cùng tiên cung trưởng khống hạ giới có chút cùng loại, người có biết tiên đảo chân tiên, tu vi tối cường đạt tới cái gì cảnh giới sao? Lúc này đổi thành ôn tình lại hỏi đứng lên. Tiên nhân cảnh giới, này. Này vãn bối liền thật sự không biết, vãn bối quả thực biết thành tựu chân tiên sao, chân tiên trong lúc đó cũng là có mạnh yếu cảnh giới trên lệch, nhưng rốt cuộc như thế nào, vãn bối thật sự không biết, có lẽ đóng tại hải nhai sơn tiên nhân biết bụi phát lão giả kinh sợ đáp nhìn hắn lo lắng hải hùng bộ dáng lâm thiên dương hiểu được này bụi phát lão giả là thật cái gì cũng không biết nếu đã vậy cũng chỉ có thể quên đi hải nhai sơn vị trí ở nơi nào ngươi đem ma uyên đại lục bản đồ cho ta một phần này ngươi luôn luôn đi lâm thiên dương trực tiếp mệnh lệnh đạo này tự nhiên có bụi phát lão giả không dám có chút cãi lời lập tức vội vàng gật đầu, đồng thời theo trữ vật vòng tay trung lấy ra một quả ngọc giản, trực tiếp giao cho Lâm Thiên Dương. Lâm Thiên Dương đem ngọc giản hướng tới cái tráng nhất thiếp, rất nhanh phát hiện bên trong thật là một phần bản đồ, hơn nữa chẳng những có ma uyên đại lục, ngay cả đại lục chung quanh một ít hòn đảo cũng đều ghi rõ, xem như cực vì tin. Cốt lắm, nếu đã vậy chúng ta cũng không có gì hảo hỏi ngươi, của ngươi nói nếu đều là thật sự, chúng ta cũng sẽ không lại đến tìm ngươi hoàng long phái phiền toái nếu không ngươi có biết kết quả lâm thiên dương cảnh cáo đạo không dám phản bối nếu là có một câu hư ngôn tiền bối cứ việc xử trí tốt lắm bụi phát lão giả cẩn thận nói ân ừ. lâm thiên dương gật gật đầu theo sau nhìn nhìn những người khác còn lại ba người cũng đều gật đầu ý bảo theo sau bốn người cùng nhau hóa thành một đạo độn quang biến mất ở tại bụi phát lão giả trước mặt nhìn biến mất bốn người, bụi phát lão giả dài thở vào nhẹ nhõm, lúc này hắn. Chỉ cảm thấy đến cả người đều đã muốn bị mồ hôi tẩm thấp, thật sự có loại suýt chết cảm giác. Qua một hồi lâu nhi, hắn mới khôi phục lại đây, hít sâu một hơi sau, thân hình chợt lóe đến tông môn đệ tử trước mặt. Hắn ánh mắt đảo qua tên kia hợp thể kỳ trưởng lão, sắc mặt âm trầm quát, người đều dạy dỗ hảo nhi tử, thiếu chút nữa làm cho cả tông môn đều diệt môn bụi phát lão giả yếu phát tiếp chính mình bất mãn lâm thiên dương đám người lại sớm đã đến vạn dặm ở ngoài được đến kia phân bản đồ lâm thiên dương cũng giao cho những người khác nhìn xem ông tình xem qua bản đồ sau có chút kinh ngạc đạo toàn bộ ma uyên đại lục cư nhiên không nhỏ phong quốc diện tích đạt tới hàng tỷ lý khả tại đây ma uyên đại lục phía trên cũng chỉ là một cái trung đẳng quốc gia toàn bộ ma uyên đại lục không sai biệt lắm đều so với được với cổ minh tiên thành quản hạt địa vực một phần mười cổ minh tiên thành tuy rằng chính là một tòa tiên thành nhưng quản hạt địa vực nhưng mà cực lớn giống long băng nguyên xích bãi các hoang mạc tiêu anh sơn mạch đều thuộc loại cổ minh tiên thành quản hạt địa vực trên thực tế này ma yểm đại lục chân chính lớn nhỏ so với lâm thiên dương ở linh giới đúng vậy đông đại lục còn có lớn hơn một ít cũng khó trách ôn tình hội cảm thấy kinh ngạc lâm thiên dương kỳ thật đang nhìn đến bản đồ thời điểm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc dù sao nơi này là ở quá lớn nhắc tới lý tự thành nhất giới cũng quả thực không có vấn đề hải nhai sơn ở ma uyên đại lục cực bắc địa phương lấy bốn người độn tốc đi tới đó phỏng chừng cũng có mấy tháng thời gian bất quá theo trên bản đồ mặt ngoài một ít này nọ thượng bốn người nhìn ra đến ở ma uyên trên đại lục cũng không có gì có thể uy hiếp đến bốn người gì đó cho nên toàn lực phi độn mà nói, cũng là không có quá lớn phiền toái. Hải Nhai Sơn, là một tòa vạn trượng núi cao, núi cao dưới chân, một nửa dựa vào đại hải, một nửa liên tiếp lục địa, có vẻ hơi có chút kỳ lạ. Ngọn núi phía trên, giờ phút này một già một trẻ hai người đang ngồi ở nhất trương bàn cờ lượng sườn cho nhau đánh cờ. Đúng lúc này, một đạo động quan theo xa xa bắn nhanh mà đến, động quan chợt tắt sau, hiện ra một gã nhìn qua chỉ có 14 ngũ tuổi thiếu nữ. Nhìn thấy người này thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, lão giả cùng thiếu niên lập tức đứng dậy đối thiếu nữ cung kính hành lễ đạo, gặp qua đồ tiên tử. Thiếu nữ đối hai người tùy ý khoát tay áo, đi theo dùng thanh thúy thanh âm hỏi, còn có một cái giáp thời gian chính là ma uyên mở rộng ngày, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Nghe được thiếu nữ hỏi, lão giả lập tức đáp, sở hữu cần sưu tập tài liệu đều đã muốn sưu tập đến, chỉ chờ ma uyên mở rộng thời điểm đã đến là có thể trực tiếp bày ra pháp trận tiến vào ma uyên bên trong các ngươi làm không sai đem này nọ đều cho ta đi thiếu nữ vừa lòng gật gật đầu là đầu tiên tử thỉnh kiểm kê một chút thiếu niên đem một quả trữ vật giới đưa cho thiếu nữ thiếu nữ thần thức chìm vào trữ vật giới bên trong sau một lúc lâu sau hơi hơi có chút nhíu mày đạo như thế nào hư không tin phẩm dai đều như vậy thấp này thật sự là không có cách nào, chúng ta đem ma uyên trên đại lục vài cái sản xuất hư không tin địa phương đều lục soát khắp, chỉ cần tìm được nhiều như vậy. Lão giả có chút khó xử đạo. Ngay tại thiếu nữ đang muốn nói cái gì nữa thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy vài đạo động quan hướng tới bên này mà đến. Di, ma uyên đại lục, trừ bọn ngươi ra hai cái, tiên đảo còn phái những người khác đến đây sao? Một già một trẻ nghe được thiếu nữ lời này, cũng hướng tới viễn phương nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy bốn đạo động quan chợt lóe tới, vài cái lóng lánh sau, đi ra đến phụ cận. Làm bốn đạo động quan chợt tắt, hiện ra lượng nam hai nàng sau, nhìn bốn người này thiếu nữ sắc mặt không khỏi sửng sốt, đi theo đạo, các ngươi không phải tiên đảo người. Trải qua gần nửa năm lặng lội đường xa, bốn người rốt cục đến Hải Nhai Sơn, chính là thật không ngờ, nguyên lai nói này nơi này chỉ có hai gã chân tiên, lại thật không ngờ còn có người thứ ba, hơn nữa đối phương một ngụm cư nhiên có thể kết luận chính mình đám người không phải tiên đảo nhân. Bất quá như vậy đối chính mình đám người mà nói rất tốt, này mặt ngoài đối phương đối tiên đảo rất quen thuộc, nói không chừng thật đúng là có thể tìm được trời đi nơi này biện pháp. Lâm Thiên Dương thần thức đảo qua này mở miệng hỏi thiếu nữ, thiếu nữ nhìn qua tuổi không lớn, nhưng Tu Vi lại đạt tới chân tiên cảnh thượng vị đỉnh núi, nhưng thật ra cùng hồ chính không sai biệt lắm, về phần mặt khác một già một trẻ, Tu vi cũng không như này thiếu nữ Lâm Thiên Dương liền càng không có để ý Tiên Tử nói không sai chúng ta quả thực không phải Tiên Đảo chân tiên Tiên Tử nếu có thể nhìn ra đến Thuyết Minh Tiên Tử hẳn là đến từ Tiên Đảo Lâm Thiên Dương cười nói nghe Lâm Thiên Dương mà nói thiếu nữ cảnh giác nhìn không trung bốn người đạo Tiên Đảo bên ngoài chân tiên tuy rằng ta không có toàn gặp qua nhưng phần lớn cũng đều nhận thức bốn vị lại là mặt thực không biết bốn vị đạo hữu đến từ làm sao chúng ta đến từ làm sao nói ra tiên tử chỉ sợ cũng không nhất định biết chúng ta tiến đến cũng là muốn gặp gặp tiên đảo chủ sự người có chút vấn đề cũng muốn hỏi hỏi đối phương mà thôi lâm thiên dương nói các ngươi muốn gặp đại trưởng lão nhìn bốn người thiếu nữ cảm thấy có chút kinh ngạc nguyên lai like, tiên đảo chủ sự người xưng là đại trưởng lão chúng ta đã nghĩ gặp một chút vị này đại trưởng lão lâm thiên dương khẳng định nói đại trưởng lão hàng năm bế quan căn bản không có khả năng thấy các ngươi bốn vị đạo hữu nếu là thật sự có chuyện có thể trực tiếp hỏi ta thiếu nữ nghĩ nghĩ nói như vậy đạo hỏi ngươi tiên tử không biết ở tiên đảo địa vị như thế nào chúng ta sợ hãi có chút này nọ tiên tử vị tất biết lâm thiên dương nhìn như có chút khinh thường đạo nhìn thấy đối phương khinh thường ánh mắt thiếu nữ trong lòng hơi hơi cảm thấy có chút tức giận nhưng nàng cũng nhìn ra được đến, đối phương tu vi không kém, chỉ có thể ngăn chặn hỏa khí đạo, ta ở tiên đảo mặc dù không tính chủ sự người, nhưng đại đa số sự vụ vẫn là có chuyện ngữ quyền, như vậy đủ sao? Tiên tử bất quá chân tiên cảnh tu vi, ở tiên đảo cư nhiên còn có lời nói quyền, xem ra tiên đảo chân tiên, tu vi cũng không ra sao cả. Hồ chính giờ phút này cố ý trào phúng đạo. Nghe được mập mạp kích phát, thiếu nữ cũng có chút nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai đạo ngươi nói cái gì tiên đảo không biết bao nhiêu cao nhân bế quan không ra đại trưởng lão lại thanh nguyên cảnh siêu nhiên tồn tại đạo hữu tu vi cũng bất quá cùng ta không sai biệt lắm dám như thế khẩu xuất cùng ngôn hay là thật sự khi ta tiên đảo dễ chọc vừa nghe đối phương tu vi tối cao thâm cũng bất quá thanh nguyên cảnh tồn tại bốn người đều cho nhau nhìn thoáng qua trong ánh mắt đều hiện ra thoải mái thần sắc từ rời đi hoàng long sơn sau một đường phi độn lâm thiên dương phát hiện này chỗ địa phương tuy rằng có được tiên linh khí nhưng tiên linh khí thật sự quá mức loãng tuy rằng không biết nơi này còn có không có cái khác đại lục nhưng nghĩ đến cho dù có cũng sẽ không chênh lệch quá lớn về phần tiên đảo có lẽ đỡ nhưng là sẽ không hảo rất nhiều nếu tiên linh khí loãng này thuyết minh một ít cần cũng đủ tiên linh khí tài năng dựng dục đi ra thiên địa linh bảo tự nhiên cũng sẽ rất thưa thất rất nhiều kết quả này sẽ tạo thành nơi này tu sĩ cho dù trở thành chân tiên, chỉ sợ tu vi cũng sẽ không rất cao, cho nên bốn người tuyệt đối, ở nhìn thấy đối phương sau, nghĩ biện pháp thử một chút, không nghĩ tới chính là nói mấy câu, phải đến muốn kết quả. Đương nhiên này cũng không phải thiếu nữ tư tưởng quá mức đơn giản, trên thực tế, tiên đảo đại trưởng lão là thanh nguyên cảnh tồn tại, rất nhiều người đều biết đạo, tiên đảo cũng cố ý làm cho mọi người biết được, cũng tốt dùng để chấn nhiếp tứ phương, chính là thật không ngờ, Lâm Thiên Dương bọn bốn người căn bản là không phải nơi này tu sĩ, thanh nguyên cảnh tồn tại đối với bọn họ mà nói cũng không gì hơn cái này, dù sao hàng vũ cùng ôn tình đều là thanh nguyên cảnh tu sĩ. Trong đó hàng vũ thực lực ở cùng giai vị bên trong đều xem như nhân tài kiệt xuất. Thiếu nữ giờ phút này cũng nhận thấy được bốn người có chút quỷ dị, mỉm cười, trong lòng bao nhiêu có chút khẩn trương đạo, bốn vị đạo hữu rốt cuộc muốn biết cái gì ông tình lúc này nhìn này tràn ngập cảnh giác thiếu nữ. Quyến rũ cười nói, tiểu nha đầu, ngươi không cần như vậy khẩn trương, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi, lời nói thật với ngươi đâu có, chúng ta vài cái đều không phải là này giới chân tiên, chính là bởi vì một ít bất ngờ mới lưu lạc đến vậy, nay chính là muốn tìm kiếm trở về lộ mà thôi. Cái gì? Các ngươi không phải này giới tiên nhân. Nghe được ôn tình mà nói, thiếu nữ kinh kêu lên thanh âm tràn ngập không thể tin. Ở kêu sợ hãi qua đi, thiếu nữ đi theo nghĩ tới cái gì, lập tức đạo, bốn vị đạo hữu nhưng là theo ma uyên mà đến. Nga, ngươi cư nhiên biết. Nghe được thiếu nữ nói như vậy, Lâm Thiên Dương bao nhiêu cảm thấy có chút bất ngờ. Nhìn thấy đối phương thừa nhận, thiếu nữ cố gắng hít sâu một hơi, theo sau đạo, bốn vị đạo hữu nếu là thực theo ma uyên mà đến. Như vậy hết thảy cũng không đồng, bốn vị đạo hữu nếu là có thể tin tưởng tại hạ bốn vị đạo hữu có thể đi theo ta đi tiên đảo tin tưởng đại trưởng lão có lẽ hội kiến các vị đi theo tiên tử đi tiên đảo ta xem việc này liền bỏ quên nếu tiên tử có thể đoán được chúng ta theo ma uyên mà đến hiển nhiên hẳn là biết một ít chúng ta chi tiết ta xem chúng ta ngay tại này hải nhai sơn thượng hậu tốt lắm các ngươi tiên đảo người nếu là có thành ý đại trưởng lão có thể tới nơi này gặp chúng ta Ông tình một ngụm từ chối đạo. Đối ôn tình từ chối, thiếu nữ không có chút để ý, ngược lại còn hơn hồi nãy nửa yếu trấn định đạo, đại trưởng lão loại nào thân phận, bốn vị đạo hữu yêu cầu có chút quá phận. Bất quá ta có thể lý giải bốn vị đạo hữu băn khoăn, ta có thể cam đoan, bốn vị đạo hữu đi tiên đảo, tuyệt đối không có nguy hiểm, đương nhiên đầu tiên bốn vị không thể làm ra có tổn hại tiên đảo yên ổn chuyện tình. Tiểu nha đầu, miệng nhưng thật ra lanh lợi, trách không được tiên đảo hội phái ngươi đi ra, bất quá mặt cho ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không hội đáp ứng, trở về nói cho các ngươi đại trưởng lão một tiếng, tin tưởng hắn hội tới tìm chúng ta. Ông tình nói xong, theo sau đối với thiếu cho ngay cả điểm số chỉ, nhất thời vài đạo màu quan bắn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn thấy đối phương đột nhiên ra tay, cũng là cả kinh, muốn ra tay ngăn trở phóng tới màu quan, lại cảm thấy chính mình thần hồn chấn động mê muội thế nhưng không có cách nào tập trung tinh thần chỉ có thể trơ mắt nhìn màu quang chiếu vào chính mình thân thể trong vòng chính mình cận kém từng bước có thể tiến dai hư linh cảnh đã có thể tính như vậy đối mặt cái kia mỹ phụ cư nhiên ngay cả chút hoàng thủ lực đều không có chẳng lẽ đối phương dĩ nhiên là hư linh cảnh tồn tại chính mình chính là tu vi rất thấp hơn nữa đối phương cố ý thu liễm hơi thở thế này mới không có phát hiện cốt lắm tiểu nha đầu ngươi muốn mạng sống trở về đi tìm đại trưởng lão lấy hắn thanh nguyên cảnh tu vi hẳn là có thể giúp ngươi giải trừ cấm chế ngươi sẽ đem chúng ta muốn gặp hắn tin tức nói cho hắn tin tưởng hắn sẽ đến ông tình đối với sắc mặt trở nên tái nhật vô cùng thiếu nữ phân phó đạo thiếu nữ lúc này trong lòng tràn ngập kinh hãi nghe được chính mình đã muốn bị hạ cực vì lợi hại cấm chế cũng không dám ở như thế nào chỉ có thể nhìn bốn người gật đầu bất đắc dĩ ta hiểu rồi ta sẽ đem nói gây cho đại trưởng lão. Thiếu nữ đáp lên tiếng, theo sau liền hóa thành một đạo động quan ly mở. Thiếu nữ vừa đi, kia một già một trẻ nhìn cực nhanh động quan, trong lòng do dự đứng lên, mà lúc này bốn người thân hình chợt lóe, thế nhưng trực tiếp rơi xuống đỉnh núi phía trên. Nên biết Hải Nhai Sơn là có cấm chế, tuy rằng cấm chế không tính lợi hại, nhưng đối phương bốn người thế nhưng có thể chút không thèm để ý xuyên thấu cấm chế, này cũng nói, bốn người này thực lực chi cường xa ở chính mình hai người phía trên hai vị đạo hữu không cần đi vội vã chúng ta vài cái còn có một số việc muốn hỏi hỏi hai vị bốn vị đạo hữu có cái gì muốn biết cứ việc vấn an gặp bốn người có thể dễ dàng cấp đồ tiên tử loại hạ cấm chế tự nhiên cũng không dám có chút đắc tội chỉ có thể lập tức đáp ứng xuống dưới lâm thiên dương nhìn nhìn hai người bên người bàn cờ theo sau đối với mặt đất ngay cả điểm số chỉ mặt đất lập tức dâng lên mấy trương thạch đắng, theo sau liền cùng ôn tình đám người cùng nhau ngồi đi lên. Tòa hạ sau, Lâm Thiên Dương lại đối hai người vẫy vẫy thủ, ý bảo bọn họ cũng tòa hạ. Một già một trẻ không dám cãi lời, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai vị đều là tiên đảo đi ra, đối với này giới tình huống hẳn là rất rõ ràng đi. Bọn họ tòa hạ sau, Lâm Thiên Dương bắt đầu hỏi đứng lên. Không biết mấy vị muốn biết một ít cái gì? Lão giả hỏi. Vừa rồi cái kia nha đầu đoán được chúng ta theo ma uyên lại đây, nếu là ta không có đoán sai, này giới hẳn là cũng có này hắn tiên nhân theo ma uyên mà đến đi. Ông tình hỏi. Một già một trẻ nghe xong ôn tình lời này, cho nhau nhìn thoáng qua cuối cùng vẫn là vị kia lão giả đáp, vị này tiên tử nói không có sai, mặc dù ở hạ là bản thổ sinh ra, tu vi đạt tới chân tiên cảnh, nhưng trên thực tế tiên đảo bên trong quả thực không hề thiếu tiên nhân là từ ma uyên đến thậm chí thậm chí nghe đồn đại trưởng lão vốn cũng là đến từ ma uyên này giới rốt cuộc là địa phương nào các ngươi biết không lâm thiên dương đi theo hỏi này giới tên là hư giới về phần vì cái gì tên là hư giới tại hạ cũng không biết lão giả cung kính đáp hư mà không thật xem ra này giới bị xưng là hư giới chỉ sợ không phải bản thổ người định ra nếu là ta không có đoán sai, hư giới tên này hơn phân nửa là từ tiên đảo truyền ra đến đi. Ông tình khẳng định nói. Một già một trẻ nghe xong sau, chần chờ một chút sau, cũng cùng nhau gật gật đầu. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.